Good morning Little Saigon. Trong chương trình Cà Phê Sáng, xin kính chào quý vị thính giả, khán giả của Little Saigon TV. Ngày hôm nay là ngày thứ năm, 15 tháng 8 2024. Nhưng mà khi mà mình nói tới 15 tháng 8 đó, mà 15 tháng 8 âm lịch đó, thì lại là lễ Tết Trung Thu, đúng không? Rồi, chào Lê Thái vào buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em gửi chào đến trường. Nếu mà nói tới Trung Thu thì mình phải nhắc với quý vị rằng là chương trình Trung Thu của mình nó sắp tới rồi. Dạ, chắc chắn rồi. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì lễ hội Tết Trung Thu năm 2024 do Lido Sài Gòn TV kết hợp cùng Thương xá Phúc Lộc Thọ chúng tôi tổ chức, thì có rất có nhiều gian hàng ẩm thực phong phú bên trong cái chương trình chúng tôi tổ chức, nhiều trò chơi vui nhộn dành cho thiếu nhi và có cuộc thi ăn bánh Trung Thu rất là hào hứng và thú vị. Đặc biệt thì năm nay thì có tổ chức chương trình là thi vẽ dành cho những cái em tuổi từ 9 cho đến 15 tuổi. Chủ đề là cuộc sống muôn màu. Thì giải thưởng chúng tôi bao gồm rất là nhiều giải thưởng hấp dẫn. 3 giải nhất là vé đi Legoland, 3 giải nhì là vé đi SeaWorld, 3 giải ba là vé đi Wise Rivers và 3 giải khuyến khích. Trong cái lễ hội Tết Trung Thu này chúng tôi tổ chức tại sân khấu Phước Lộc Thọ giống như hàng năm. Vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 9, từ lúc 2 giờ chiều, quý vị có thể tới sớm hơn để chúng ta có một cái chỗ đậu xe tốt. Và năm nay thì ban tổ chức cũng có bố trí những cái gọi là cái tấm bạc che phía ngoài. Chúng ta sẽ rất là đỡ nắng hơn so với năm trước. Mỗi năm thì Little Sài Gòn TV vẫn muốn đem lại cho quý vị một cái chương trình nó hoàn hảo, nó tốt hơn và cho khán giả có thể nán lại ngồi lâu hơn từ xuyên suốt những cái chương trình. Chương trình của chúng tôi được phát hình trên băng tần 56.10 miền Nam Cali, 16.11 và 27.6 ở Houston, Texas. Và chúng tôi vào cửa miễn phí. Đặc biệt thì kính mời quý vị và con em chúng ta tham gia. Mọi chi tiết bảo trợ và ghi danh để mà tham gia thì quý vị gọi vào số 714-979-9562, 714-979-9562. Và quý vị nào mà chúng ta muốn ghi danh cho con có thể vào website lidosagontv.com của đài. Và quý vị kéo xuống ở dưới thì chúng tôi có một cái chỗ và quý vị click vào. Thì ở trong đó nó sẽ hiện ra một cái khung có điền cái information của mình vào đó để mà tham gia ghi danh dự thi hoặc là những cái cuộc thi bên trong đó của chúng tôi tổ chức vào ngày lễ hội Tết Trung Thu vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 từ lúc 2 giờ chiều nha quý vị. Quý vị nào mà không nghe được số điện thoại hoặc là lên website á, thì quý vị có thể dùng cái máy tính của mình lên trang nhà của Little Sài Gòn TV, lstv.com, rồi mình kéo xuống đây nó có cái trang liên lạc đây. Quý vị gửi cái info, cái thông tin là mình muốn tham gia chương trình ăn thi ăn bánh thi vẽ như thế nào đó, info@lidosaigontv.com, hoặc là số điện thoại có ghi ngay ở trên cái trang nhà đó, thì mình cũng có thể gọi điện thoại nữa thưa với quý vị. Đó là cái chương trình vào ngày 7 tây tháng 9 2024, chứ còn hôm nay là đã là 15 rồi, là 3 tuần nữa thôi, dạ, đúng không? 3 tuần nữa thôi là tới rồi. Ngày hôm nay thì có nhiều cái bản tin để gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Bản tin thứ nhất đó là vấn đề recall. Vấn đề lừa đảo trước đi. Cái này nó quan trọng hơn. Một người đàn ông 76 tuổi ở Concord, tức là ở phía Bắc California, đã bị những kẻ lừa đảo, lừa lấy hết tiền trong ngân hàng của ông. Nhưng mà chưa hết ở đó, ông còn phải đối diện với lại tiền thiếu sở thuế nữa. Tại sao bị lừa đảo, rồi còn bị thiếu tiền thuế của sở thuế nữa, mà mấy chục ngàn đô tiền thiếu sở thuế. Ông ta đang đối diện với lại cái cơn ác mộng là không biết lấy tiền đâu để trả cho sở thuế, trong lúc mà sở thuế đang là ráo rức nói ông là phải trả cái tiền thuế này. Thì cái câu chuyện xảy ra đó cho cái ông này có tên là Chet Freelich, 76 tuổi. Một ngày đẹp trời thì ông nhận được điện thoại từ một kẻ lạ và nói rằng chúng tôi là nhân viên của hãng Xfinity, là cái công ty mà cung cấp dịch vụ Internet cho khu nhà của ông. Cái câu chuyện lừa đảo nó như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi nha. Ông nhận được điện thoại từ một người lạ gọi tới và nói rằng là chúng tôi là đại diện cho công ty Xfinity. Xfinity là công ty cung cấp Internet cho khu nhà của ông này. Chúng tôi cảm thấy rằng là ông đang bị lừa đảo. Cái đường Internet nhà của ông có thể đã bị hack rồi. Và ông nên làm theo những gì chúng tôi hướng dẫn. Tại vì khi mà họ nói là làm theo những gì chúng tôi hướng dẫn để bảo đảm cái sự an toàn của ông đó,
không bị mất tiền ngân hàng hay là không bị mất tiền thẻ tín dụng này kia, thì ông 76 tuổi, ông nghe xong ông mới bảo được được, tôi sẽ hợp tác cùng với quý vị để làm sao để chúng tôi không bị lừa đảo. Thế thì cái nhân viên mà gọi, cái người mà gọi tới mà nói rằng là tôi là nhân viên của Xfinity Cyber Security Department, tức là bộ phận về vấn đề an ninh mạng của hãng Xfinity, là nơi mà ông đang xài internet đó. Cũng giống như là ở đây, nếu mà mình nói là mình đang ngồi ở nhà mà mình thấy có hãng nào gọi tới gọi là tôi là Spectrum đây, tôi là nhân viên an ninh mạng của Spectrum, ta thấy cái đường dây internet nhà của quý vị đã bị leak rồi hay là bị hack rồi này kia đó, thì có nhiều người đó cũng nghe theo. Thì khi mà họ gọi tới cho ông này và họ nói rằng là bây giờ ông lên trên máy tính của ông nha, ông dùng con chuột, ông đánh vô chữ gì đó theo như chúng tôi hướng dẫn đó, thì chúng tôi sẽ xâm nhập vào được cái máy tính của ông và để chúng tôi theo dõi coi là cái kẻ xấu nào đó nó đang làm gì trên máy tính của ông. Thì ông này ông nghe như vậy đó, thì ông vội vàng ông lên máy tính của ông, gõ vô những cái gì mà người ta hướng dẫn, rồi nhích vô con chuột vô đây, nhích con chuột vô kia. Rồi trên đó họ nói rằng bây giờ ông phải cung cấp cho tôi password để vô cái máy tính của ông, rồi chúng tôi mới theo dõi được từ xa nha quý vị nha. Thì sau khi mà ông cho password lại này kia, thì ông thấy con chuột của mình á, trên cái máy tính của mình tự động nó di chuyển, tức là đã có người vào trong cái máy tính mình rồi. Đó, thì ông cũng tin tưởng rằng là nhân viên của cái công ty đó, công ty mà ông đang mướn internet á, làm việc trên máy tính của mình, ông ngồi ông theo dõi. Thì bắt đầu họ hỏi tới, họ nói rằng là có phải ông đã là người đã về hưu rồi không? Hiện tại ông đang sống bằng tiền an sinh xã hội, tiền về hưu, tiền hưu đó. Rồi ông có ngân hàng này, họ vô máy tính của mình họ biết hết. Thì khi mà vô được máy tính của mình rồi đó, thì họ biết mình lên thường lên website nào, thường đi nhà băng bỏ tiền vô như thế nào hay là sao đó. Thì sau khi mà ông nghe như vậy đó, thì họ mới nói rằng là chúng tôi sẽ liên lạc với lại Bộ Nội an để điều tra thêm, là tại vì chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ lạ nào đó ở một cái nước nào đó đã dùng danh tính của ông để mà chuyển mua trao đổi những đồng tiền ảo một cách trái phép. Ông nghe thông, ông nói ông sợ quá. Wow, như vậy thì tên của tôi rồi số an sinh xã hội của tôi đã bị sử dụng để mà mua đồng tiền ảo thì ở đâu nước nào, như vậy thì bây giờ phải làm sao? Thì cái nhân viên kia nói rằng là chúng tôi sẽ giữ hết tiền của ông ở trong ngân hàng của ông bằng một cái ví điện tử của Bộ Nội an Hoa Kỳ. Cho nên bây giờ ông nên chuyển tiền của ông vào cái ví điện tử đó để mà Bộ Nội an có thể trông chừng dùng cho ông và theo dõi có những kẻ nào rút tiền ra, rút tiền vô này kia đó, để mà biết được là những người đó đang ở nước nào. Thì ông nói rằng là bây giờ tôi phải làm sao? Thì cái người mà gọi tới đó, họ nói rằng là bây giờ ông vào ngân hàng nha, ông rút ra tiền rồi bắt đầu ông chuyển nó vào cái tài khoản gì đó, ABC gì đó của ngân hàng nào đó, rồi chúng tôi sẽ giữ lại ở đó. Thì khi mà ông ra ngân hàng, ông rút tiền rồi ông chuyển vào tài khoản của ai đó gì đó, thì tự nhiên ông nhận được cái thông báo ở trên cái tựa đề có đề rằng là Bộ Nội an Hoa Kỳ ví điện tử đã nhận được tiền của ông. Ông tin liền, ông nói mới chuyển tiền xong mà nhận được cái thơ liền, tức là nhận tiền này và giữ lại cho ông. Tổng cộng ông chuyển 190.000 đô la vào ví điện tử nào ở đâu đó mà ông không biết nữa, mà nói rằng đó là ví điện tử của Bộ Nội an. Sau đó ông mua vàng nữa, họ dặn ông là đi ra tiệm vàng mua vài lượng vàng đó, rồi bắt đầu sẽ có nhân viên phát nhanh, nhân viên vận chuyển nhanh, tức là DHL hay là UPS chỉ đã tới nhà của ông và sẽ lấy cái hộp đó, ông đóng hộp đàng hoàng, rồi người đó sẽ mang tới cho chúng tôi để cất giấu trong ngân hàng của nhà nước này kia. Cuối cùng tới ngày hôm nay thì ông mất hết tiền trong ngân hàng. Vậy đó mà ông còn thiếu nợ lại sở thuế, tại vì bao nhiêu cái quỹ IRA rồi bao nhiêu cái quỹ về hưu của ông đó, ông rút tiền ra thì ông phải đóng thuế. Đó, khi mà rút tiền ra như vậy, hiện nay ông đang thiếu nợ sở thuế tới 32.000 đô la và ông không biết cách nào để trả. Mà ông này đó là vẫn thường xuyên đi gặp mọi người bạn bè và dặn rằng là chúng ta nên cẩn thận về vấn đề lừa đảo, đừng tin những gì mà người ta gọi điện thoại hay là người ta email mình. Mình phải chắc chắn rằng đó là mình gọi điện thoại ngược lại, mình coi là có phải là đúng là sự thật hay không. Thì đây cũng là một cái mà nhắc nhở đến cùng với quý vị, chả có sở thuế nào
chả có ai mà gọi điện thoại tới mà bắt mình phải đi mua vàng hay là chuyển tiền gì cả. Đó là toàn là lừa đảo trên mạng không mà thôi. Chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay. Chào mừng quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Nguyễn Trường và Lê Thái. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày thứ Tư, thì Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, thì ông cho biết rằng là không biết rằng có nên tổ chức một cái buổi họp khẩn cấp để mà tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua, thưa quý vị, thì đậu mùa khỉ là một trong những cái căn bệnh nó lây lan toàn cầu, và hiện nay thì nó lây lan hơn 19 quốc gia trên toàn cầu. Cái sự lây lan của nó ngày càng gia tăng, số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng bên ngoài của đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì thế thì cái người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông đang yêu cầu các chuyên gia độc lập cần gặp để mà tư vấn sớm là có nên tổ chức về việc là tuyên bố đây có phải là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Tuần trước, thưa quý vị, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi người ta cũng báo cáo rằng bệnh đậu mùa khỉ nó đã phát hiện hơn ở 19 quốc gia trong năm nay. Trong đó thì Congo là đây là nơi chiếm hơn 96% tổng số ca mắc bệnh và tử vong. So với cùng giai đoạn của năm ngoái đó, thì cái số ca mắc đậu mùa khỉ nó đã tăng 160% và số ca tử vong nó tăng vọt 19% so với năm 2023. CDC của Châu Phi người ta cũng nói là cho biết gần 70% các trường hợp ở Congo bị nhiễm cái bệnh đậu mùa khỉ monkeypox này, thưa quý vị, là trẻ em ở dưới 15 tuổi. Và đây là những cái đối tượng mà chiếm 85% cái số ca tử vong trong suốt cái thời gian qua. Ông Tedros là tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông nói rằng cái cơ quan này cũng phải đã giải ngân hơn 1 triệu Mỹ Kim từ cái quỹ khẩn cấp để mà hỗ trợ ứng phó với cái bệnh đậu mùa khỉ ở cái quốc gia này và một số quốc gia mà nó đã lây lan ra trong cái thời gian qua. Trong đầu năm nay thì những cái nhà khoa học người ta cũng đã báo cáo về sự xuất hiện của một cái biến thể mới nguy hiểm hơn của bệnh đậu mùa khỉ, và cái tỷ lệ tử vong nó chiếm cao hơn. So với hồi đó thì chỉ là 1.5% thôi, nhưng bây giờ là nó lên tới 10% tại một cái thị trấn khai thác mỏ ở đất nước Congo này, và nó lây lan rất là nhanh, lây lan hơn, nhanh hơn rất là nhiều với lại cái chủng mà nó ban đầu. Cái bệnh đậu mùa khỉ này, thưa quý vị, nó lây lan qua tiếp xúc gần với những người bị nhiễm bệnh, bao gồm là khi mà có quan hệ tình dục, rồi các triệu chứng mà phổ biến là phát ban trên da hoặc bị tổn thương niêm mạc. Nó có thể kéo dài từ 2 cho đến 4 tuần, kèm theo là những cái cơn sốt, cơn đau nhất là nhức đầu, rồi đau cơ, đau lưng, mệt mỏi và sưng hạch bạch huyết. Cũng trong năm 2023 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau khi mà nó lây lan hơn cho 70 quốc gia và chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới đồng tính và những người song tính. Và trước đợt bùng phát đó thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta cũng nói rằng là trẻ em và người lớn tuổi là những cái người là có nguy cơ mắc bệnh cao và có tử vong cao hơn, bởi vì là cái sức đề kháng yếu hơn. Thành ra từ đầu năm, từ tháng 1 cho đến tháng 7 vừa rồi thì nó đã có lây lan hơn 19 quốc gia. Thì ông nghĩ rằng là nếu như mà với tình trạng này mà nó lây lan quá nhanh như vậy thì có thể là sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và cái ngày ấn định để mà tuyên bố thì nó vẫn chưa được quyết định là ngày nào, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ đối diện với là cái nguy cơ mà những cái căn bệnh đậu mùa khỉ hoặc là những cái căn bệnh khác mới trong tương lai nó cũng sẽ lây lan nhanh, càng ngày nhiều cái căn bệnh nó càng rất là lạ lùng, nó xuất hiện ở trên thế giới này, và chúng ta cần đề phòng là nhất là những cái người mà chúng ta có mà gọi là đi ngoài luồng cái này nọ đó thì càng cẩn thận hơn. Và Hoa Kỳ thì cũng đã có thuốc ngừa để mà chích ngừa cái bệnh này rồi. Sở dĩ Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ đó là để giúp cho các nhà mà khoa học đó, các cái người mà phát minh ra được những cái loại chích ngừa hay là uống thuốc để ngừa hay là để chữa trị này kia đó, họ làm việc nhanh hơn để có được những cái công việc nó hiệu quả hơn trong vấn đề ngăn ngừa cái bệnh đậu mùa khỉ này. Ở Mỹ đó thì không phải là không có đậu mùa khỉ, nhưng mà rất hiếm, rất ít những người đã bị mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tại vì khi mà Lê Thái nói là bệnh đậu mùa khỉ đó thì có thể lây lan ra từ người qua người, hoặc là khi chúng ta đi săn bắn đi thì chúng ta bị cái con nào đó nó cào, nó cắn, mà cái con đó nó có bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta sẽ bị lây.
Còn nếu mà khi chúng ta đứng gần một người nào đó đó, thì cái nước miếng mà mình nó khi mình nói chuyện nó văng ra đó, thì nó cũng có thể lây lan qua cái đường nước miếng đó nữa. Nhưng mà phải đứng thật là gần kìa, chứ đứng cách chừng hồi xưa mình COVID là 6 feet ha. Yeah, 6 feet đứng cách xa nhau 6 feet đó, thì nước miếng không thể nào mà văng tới tới mình trúng mình được. Đó. Tuy nhiên người ta chú trọng tới cái vấn đề là khi mà có quan hệ tình dục giữa những người đàn ông đồng tính thì cái việc này nó lây lan rất là nhanh. Trong đầu năm của năm 2024 đó đã có tới mười mấy ngàn, 17 ngàn, 19 ngàn cái ca nhiễm ngay tại châu Phi, và có 520 người đã chết vì cái bệnh này. Cho nên họ mới nói rằng là đã lây lan ra nhiều quốc gia ở gần đó như Rwanda, Uganda và nhiều quốc gia nữa. Thế cho nên người ta mới gọi là thông báo tình trạng khẩn cấp để mà cho các nhà phát triển ra những cái phương cách hữu hiệu hơn để ngăn ngừa cái bệnh đậu mùa khỉ này. Hình như là bệnh đậu mùa khỉ là mình khi mình hồi xưa mình chích ngừa bên Việt Nam bệnh đậu mùa hả? Dạ, không là phải, nó khác hả? Dạ, cái bệnh khác. gì mà chích trên tay thì nó ô lên cục đó. Thì nó cũng là bệnh đậu mùa, bệnh sởi này nọ thứ nhưng mà nó khác. Cái bệnh đậu mùa khỉ này là cái symptom của nó khác với lại những cái loại khác. Nó khác anh chút xíu. Ngày hôm nay thì có cái vấn đề recall sữa nha quý vị nha. Recall sữa, ở đâu mất rồi, cái tôi đang đi cái recall. Khoan, bây giờ mình đi qua đây. Recall sữa, công ty Perrigo ngày hôm nay họ đã tự nguyện nha, recall lại, tức là thu hồi lại những cái lon sữa đã được bán ra tại cửa tiệm CVS, mà trong đó có những cửa tiệm CVS ở tại California nữa. Ngày hôm nay họ cho biết rằng là cái vấn đề là cái hàm lượng vitamin D ở trong đó nó lên cao ngất ngưỡng và nó vượt quá cái mức cho phép của cơ quan quản trị về thực phẩm đó, FDA đó. Cho nên họ bắt đầu họ thu hồi lại những cái lon sữa này, premium infant formula với iron milk, tức là có chất sắt nhiều đó. Hiện tại đó thì không có những cái trường hợp nào nguy hiểm xảy ra. Trẻ em uống sữa này thì cũng không có bạn bị thấy có báo cáo là vấn đề bị gì hết. Nhưng mà họ đã tự nguyện thu hồi lại hơn 16.000 lon sữa này mà chưa được bán ra ở những cửa tiệm CVS, mà trong đó có ở California nữa. Cho nên quý vị nào đã mua cái lon sữa mà của hãng Perrigo này nha, thì quý vị nhớ là mình có thể mang lại cửa tiệm để trả lại và lấy tiền lại. Đây cái này không phải là có liên quan đến nguy hiểm gì về sức khỏe, nhưng mà họ thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì có báo cáo rằng là cái hàm lượng vitamin D ở trong này đó nó lên cao hơn là cái mức cho phép, cho nên họ thu hồi lại vậy mà thôi. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một cái vụ rất là thương tâm, bởi vì có một cái người cha, thưa quý vị, cái người đàn ông này dẫn hai đứa con gái của mình đi chơi ở trước cái sân nhà, thưa quý vị, đi dọc cái con đường ở nhà đó. Thì khi mà người đàn ông này dẫn con gái mình đi như vậy đó, thì cái đứa con gái của anh á đi trên một cái cỏ, cái thảm cỏ của một cái người nhà, người hàng xóm đối diện, và cái cô bé này cổ đụng vào cái đám cỏ đó. Thì khi mà tưởng là cái chuyện nó bình thường, cái cô con gái này cổ chạy ra, thì người cha tiếp tục là dẫn con gái bắt đầu đi tiếp. Thì tự nhiên đột nhiên có một cái người hàng xóm, thưa quý vị, người hàng xóm này đã nhảy ra và bắt đầu cự cãi. Ở trên màn ảnh thì quý vị thấy cái anh này là người cha của hai đứa con gái này. Anh tên là Nathan Morris, năm nay là 35 tuổi. Và đang đi dạo cùng vợ và hai đứa con của mình. Một đứa là 5 tuổi và đứa bé còn lại là 2 tuổi. Gần một cái căn hộ ở Canton vào khoảng trước trưa ngày hôm thứ hai vừa qua. Thì khi đi như vậy, khi mà con gái của anh nó vừa chạm vào trong cái đám cỏ đó, thì cái người hàng xóm tên là Deveros Christopher Johnson, năm nay là 47 tuổi, thì tự nhiên cái người đàn ông này nhào ra ngoài trước cửa và bắt đầu cự cãi với người đàn ông này, cãi với cả gia đình. Thì có lời qua tiếng lại, hai người cũng có cãi nhau, nhưng mà cái người cha bắt đầu là anh nhịn, và anh nói thôi để cho cái sự việc nó dịu đi. Và anh bắt đầu là anh dẫn con với lại vợ của mình bắt đầu đi về nhà. Nhưng thật sự là khi mà anh bắt đầu anh dẫn con và vợ mình quay về trở lại về nhà, thì cái tên Johnson này lập tức chạy vào nhà và lấy cái khẩu súng ra, không biết như thế nào, bắn liên tục vào người của người cha này.
và anh bị trúng rất là nhiều phát đạn và ngã xuống. Và khi mà anh ngã xuống vậy á, thì lực lượng cảnh sát cũng đã được gọi tới. Thì khi mà họ tới thì phát hiện là anh này đã bị thương quá nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mà đã qua đời và tử vong tại bệnh viện. Thì người đàn ông này, cái anh Nathan này thưa quý vị, bị bắn trước mặt vợ và hai đứa con gái của mình luôn. Và khi mà vừa bắn xong thì cái tên Johnson này á lập tức chạy vào nhà và cố thủ. Thì lực lượng cảnh sát cùng với lại những lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ, người ta bắt đầu người ta mới chạy lại, rồi bắt đầu kêu gọi đầu hàng này nọ. Thì cái tên này vẫn cố thủ sau rất là nhiều giờ kêu gọi, thì Johnson, cái tên này mới bắt đầu bước ra. Và khi bước ra thì tên này mới thưa quý vị, nó sẽ diễn ra như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục sau phần thông tin thương mại thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, trước phần thông tin thương mại thì Lê Thái có đang nói đến một cái thông tin về việc mà người cha, cái anh Nathan, dẫn hai đứa con của mình, hai đứa con gái và vợ đi dọc cái con đường trước nhà của mình, và đứa con gái của anh 5 tuổi nó lỡ nó dẫm lên cỏ và nó đụng vào những cái hành lang cỏ của một cái người nhà hàng xóm là cái tên Johnson. Thì anh không có đem theo cái vũ khí gì trên người cả, và khi mà cự cãi qua lại đó thì bị cái tên này rút súng ra và bắn rất là nhiều nhát vào anh. Thì được đưa đến bệnh viện và anh đã tử vong sau đó. Thì sau khi mà bắn người đàn ông này xong thì cái tên này chạy vào cố thủ trong nhà và được cái lệnh kêu gọi của cảnh sát rất là nhiều. Thì tên này mới bước ra ngoài và bắt đầu đầu hàng. Mà khi đầu hàng thì ông rất là ung dung tự tại ra mà còn cười này nọ rồi la lên tạ ơn Chúa toàn năng này nọ. Một cái hình thái làm cho người ta rất là khó chịu, và những cái viên cảnh sát này đã còng tay tên này lại và đưa lên xe và đi đến sở cảnh sát. Riêng cái anh Morris này thưa quý vị, đây là một cái người vô cùng dễ thương, sống chan hòa, mà nhiều người người ta nhận định rằng anh cực kỳ hiền lành, tính rừng tình rất là tốt, và là một người cha gương mẫu, luôn lúc nào cũng thương vợ thương con cả. Và người ta cũng thấy rằng anh cứ mỗi buổi chiều á mà bắt đầu đi làm về thì anh bắt đầu anh dẫn gia đình đi dọc những cái bãi cỏ đi chơi này nọ, hoặc ra phạt chơi, có những buổi picnic gia đình rất là dễ thương. Nhưng mà cái sự mà ra đi của anh gây nên có nhiều đáng tiếc trong cộng đồng tại nơi đây. Mà riêng anh thưa quý vị thì là một kỹ sư đang làm việc tại cái công ty Ford, và với tư cách là một kỹ sư rất là lâu năm. Gần đây thì cái người đàn ông này, anh Nathan này cũng đã tham gia vào chính trường, và anh Morris này gần đây cũng đã tranh cử vào cái hội đồng trường học ở thị trấn của họ để mà gây quỹ một cái chương trình để cho giúp cho những cái trẻ em tại cái học khu này để mà có nhiều cái khả năng đến trường hơn, rồi có thêm cái chi phí học tập hơn. Riêng cái tên Johnson hung thủ này thưa quý vị thì cũng đã sống ở cái khu phố này trong vòng 12 năm qua và đã nhiều lần tấn công những cái người hàng xóm tương tự như vậy, rồi cũng có tấn công cảnh sát, rồi cũng có những cái cáo buộc về hành vi mà vi phạm về quấy rối tình dục hình sự từ những năm 1990, và hiện nay thì người đàn ông này đang bị giam giữ mà không được đóng tiền tại ngoại hầu tra và sẽ ra tòa vào ngày 23 tháng 8 sắp tới. Và chỉ vì một cái tranh cãi rất là nhỏ thôi của một đứa con nít mà nó chạm vào cái cỏ của mình mà người đàn ông này nóng giận như vậy và ra mà xách súng bắn chết một người cha như vậy, để lại vợ và con. Và em thấy là một cái sự việc mà sử dụng súng mà bất hợp pháp hoặc là sử dụng súng tự do ở Hoa Kỳ cũng là gây nên những cái tội như thế này thưa anh. Bảo hiểm xe của Lê Thái có thấy nó có sự tăng vọt không hay là nó được giảm? Ôi, nó tăng chóng mặt luôn chứ giảm. Tăng chóng mặt luôn, và dạ, đó là cái câu trả lời mà hiện nay mọi người đều nói tới bảo hiểm xe. Một cái bản báo cáo mới đây cho thấy rằng là bảo hiểm xe cho đến cuối năm nay quý vị nha, cho đến cuối năm nay sau khi tổng kết á, thì người ta nghĩ rằng California là nơi mà bảo hiểm xe sẽ tăng lên tới 54%. Nhưng mà đó chưa có phải là tăng nhiều đâu. Có những tiểu bang tăng lên tới gần 61% so sánh với lại những năm trước. Đây là cái bản đồ cho thấy những tiểu bang nào có cái giá bảo hiểm xe càng ngày càng mắc, càng ngày càng tăng lên. Những cái tiểu bang mà màu lợt thì một là nó được giảm một tí, hai là nó tăng không có như những tiểu bang khác. Quý vị thấy nè, đây có mỗi tiểu bang đây là màu lợt thôi. Cái tiểu bang này đó là tiểu bang Washington. Tài xế lái xe ở đây được giảm 10%. Không bị tăng lên như những tiểu bang khác. Hoặc là những tiểu bang như thế, như vậy đây, là tăng có 6% mà thôi. Tiểu bang của chúng ta ở đây là California. Thưa quý vị, tăng 54%.
Nhưng mà cái tiểu bang mà gọi là tăng mạnh nhất, nhiều nhất mà hiện tại đó đang là mắc nhất đó, đó là tiểu bang Minnesota, lên tới 61%. Khi mà đi mua bảo hiểm xe bây giờ đó, mà mình nghe nói tới rằng là 1.700, 1.800, 2.200, 2.300, cái giá nó lên kinh khủng luôn, chóng mặt luôn. Nó có nhiều lý do để dẫn đến cái việc mà bảo hiểm xe nó tăng lên như vậy. Cái thứ nhất đó, là quý vị nhớ thời mùa dịch đó, thì sở bảo hiểm, cái ủy ban về bảo hiểm của California nói chung đã nói rằng là không được lên giá bảo hiểm trong mùa dịch. Tại vì có nhiều người mất việc, là có nhiều người không đi làm, có nhiều người không lái xe, phải ở nhà vân vân đó, thì bảo hiểm không được tăng giá. Nhưng mà sau mùa dịch, khi mà cái lệnh đó đã được lấy đi rồi, thì các hãng bảo hiểm vội vàng lên giá để mà lấy lại những gì đã mất. Cho nên, cộng với lại thời lạm phát nè, bây giờ cái gì cũng mắc mỏ hết, đi sửa xe bây giờ cũng mắc nè, cho nên rồi cái đồ phụ tùng để mua để thay thế cũng mắc nè, rồi cái chuỗi cung ứng là cái nơi mà sản xuất ra những cái đồ phụ tùng đó không thể vận chuyển được nè, vận chuyển phải đi ngang qua biển đen, biển đỏ gì mấy cái nơi mà đang có chiến tranh đó quý vị, nên nó lại càng khó khăn hơn nữa, họ phải đi những cái đường vòng, làm cho cái tiền vận chuyển nó càng khó, càng nhiều lên, cho nên các hãng bảo hiểm thì lại tăng giá để cho nó phù hợp với tình hình hiện nay. Rồi chưa hết nữa, cái tình trạng thói quen lái xe ẩu nữa của nhiều người trẻ ngay bây giờ đã làm cho nhiều tai nạn xảy ra, đồng thời lại có những thiên tai nữa làm cho vấn đề thiệt hại về tài sản nữa, cho nên các hãng bảo hiểm nói rằng là không thấy lời đâu hết, mà chúng ta phải trả tiền cho tất cả những cái thói quen lái xe ẩu, rồi thiên tai, rồi cháy, rồi này kia, rồi lạm phát nữa, rồi bây giờ cái gì cũng mắc nữa, tiền để sửa xe cũng mắc nữa. Khi mà quý vị mang xe tới một cái tiệm nào đó để sửa đi, thì giá nó không như hồi xưa. Tôi nhớ hồi xưa nó có nhiều cái quảng cáo 9 đồng 99 cent thay nhớt, không có đâu, bây giờ là 59 đồng, 69 đồng thôi, chứ không có còn 9 đồng 99 cent nữa. Xăng bây giờ cũng đã lên rồi, hồi xưa có đồng mấy ga lông quý vị nhớ không? Bây giờ là 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng cũng có nữa, gần 7 đồng cũng có nữa. Đó là lý do tại sao mà những công ty bảo hiểm xe nó phải lên giá. Bản báo cáo cho thấy rằng là Washington là tiểu bang chỉ có 10% hoặc là ít hơn. Đó là cái tiểu bang ít nhất đó. New Hampshire và New York thì đang tăng khoảng 4%, Maine là 6%, Michigan là 8%, California, Texas là những nơi đang tăng nhanh. Texas là nằm ở con số 26 với 23% tăng, và Florida là ở số 35 với là cái con số là 18% tăng lên về giá tiền bảo hiểm. Trong 2 năm đến cuối của năm 2023 đó, thì trung bình một người ở California phải trả tiền bảo hiểm là 1.741 đồng. Và số tiền mà mắc nhất đó là ở New York 3.350 đồng. Ở Nevada là 2.943 đồng. Tại sao tiểu bang Nevada là ở sa mạc mà tại sao giá bảo hiểm tăng? Là tại vì ở đó sòng bài nhiều, ba nhiều. Nhiều khi đánh bài thua xong ra tức quá đạp ga cho nó chạy, rét bánh trên đường. Hoặc là có quán bar nhiều thì nó đi uống rượu nhiều, thì uống rượu nhiều cũng xảy ra những người tai nạn về xe cộ, lại bồi thường đó. Cho nên Florida, ở Nevada là 2.943 đồng, ở Florida là 2.919 đồng. Cho nên quý vị thấy là bảo hiểm bây giờ nó cũng là nhức đầu, chưa nói là chúng ta còn bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe phải đóng nữa, rồi bảo hiểm nhà chúng ta phải đóng nữa, cho nên nó quá nhiều tiền. Cái thu nhập của người ta bây giờ không còn nói tới là 1/3 sẽ dành cho để nhà, 1/3 nữa để dành cho cái này cái kia, không. Bây giờ nhà không thôi đã là gần tới 2/3 số tiền lương của mình rồi. Đó, cho nên ngoài cái tiền đó ra chúng ta còn phải đóng biết bao nhiêu thứ tiền nữa để chúng ta có được cái bảo hiểm. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm đầu tuần vừa qua thì có một cái thông tin mà Lê Thái thấy rằng nó khi mà mình đọc rồi mình rất là cảm động khi mà mình đọc cái thông tin này. Một cái con gái của một cái vị bác sĩ cảnh sát, ở trong cái bản tin là người ta nói là bác sĩ mà chuyên khoa, bác sĩ mà về chiến thuật á, có nghĩa là vị bác sĩ này vừa là cảnh sát
mà là luôn luôn lúc nào cũng ở trên trực thăng để mà cứu những cái trong những cái trường hợp thí dụ người ta bị rơi trên vách đá hoặc là người ta bị mất nước ở trên sa mạc hoặc là người ta bị một cái tình trạng nào đó, thì cái viên cảnh sát này là viên cảnh sát ứng cứu, cũng là một trong những người có chuyên khoa về ngành y. Thì cái vị bác sĩ này là trong có quá khứ đó, anh đã cứu được hơn hàng trăm mạng người trong có quá khứ, từ lúc mà anh bắt đầu anh tác nghiệp làm cái công tác làm cảnh sát ở sở cảnh sát ở LA, ở Los Angeles. Thì ngày 6 tháng 8 vừa qua thì cái viên cảnh sát đó, một cái người mà rất là được cái đồng đội của sở cảnh sát ở LA người ta yêu mến, qua đời vì cái căn bệnh ung thư. Thì đầu tuần vừa qua anh mất vào ngày 6 tháng 8, thì chỉ còn vài ngày sau, đúng một tuần sau, thì đứa con gái của anh nó nhập học. Mà vô trường thì nó ôm cái di ảnh của anh, không biết làm Lê Thái ở đây, Lê Thái không sợ được cái hình đó. Thì cái chuyện nó cảm động như thế nào thưa quý vị, Lê Thái sẽ bắt đầu cung cấp cho quý vị sau một vài thông tin thương mại, thì Lê Thái sẽ tiếp tục bản tin thưa quý vị. Quý vị giữ mình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin quảng cáo của đài. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trước phần quảng cáo, Lê Thái đang đưa đến quý vị thông tin về một viên cảnh sát chiến thuật, cũng là bác sĩ chiến trường tại sở cảnh sát ở LA. Khi mà anh qua đời vì căn bệnh ung thư và được tuyên bố là vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Cái ước nguyện của viên cảnh sát này là được đưa con gái của mình đến trường vào mỗi buổi sáng. Và khi mà xem các thông tin này, video này, thật sự là nếu như mà quý vị coi thì Lê Thái cũng nghĩ rằng là quý vị cũng sẽ không cầm được nước mắt khi mà chúng ta thấy những cái hình ảnh rất là dễ thương như thế này. Tất cả những cái nhân viên đồng đội của anh ở sở cảnh sát ở LA hộ tống và đến trường, đưa con gái của anh đến trường vào ngày đầu tiên đi học vào đầu tuần vừa qua. Và đây là một cái hành động để mà cho thấy rằng cái tình cảm của những cái nhân viên cảnh sát đối với cái đồng nghiệp của mình, thực hiện cái ước muốn của anh khi mà đưa đứa con gái đến trường sau khi mà anh qua đời vì cái căn bệnh ung thư. Và song sau đó thì cũng có một cái video thưa quý vị chiếu rằng là có một cái chiếc trực thăng của sở cảnh sát LAX ở LA thưa quý vị, bay vòng vòng ở trên bầu trời tại cái trường học của bé. Và cô bé học ở trường Gendora. Hiện nay thì cô bé chỉ 7 tuổi thôi và đến trường vào ngày đầu tiên. Thì sở cảnh sát người ta nói rằng là trong quá khứ thì cái viên cảnh sát Gonzalo Galvez này đã làm việc trong cái cục thực thi đặc biệt của sở cảnh sát ở LA và luôn lúc nào cũng là một cái người anh hùng chiến đấu hết mình và lúc nào cũng dũng cảm để cứu những cái người khác ở trong những cơn bão tuyết cũng có, trong lúc mà hỏa hoạn cũng có, trong những cái thác nước cũng có, hoặc ở trên sa mạc. Bất kỳ nơi đâu mà có sự hiện diện của những cái người cần cấp cứu thì đều có mặt của viên cảnh sát này. Đây là hình ảnh cuối cùng mà những nhân viên cảnh sát ở sở LA người ta up lên vào cái ngày mà anh được tuyên bố là qua đời vì cái căn bệnh ung thư. Thì người ta cho thấy là hình ảnh của anh được cả cảnh sát của đồng đội câu lên bằng chiếc trực thăng sau khi mà anh đã ứng cứu một số người bị những cái cơn bão tuyết nó phủ lấp ở một cái tiểu bang lạnh cũng ở phía miền đông thôi quý vị. Đây là một trong những cái bức ảnh mà có thể là nó sẽ gây cảm động cho rất là nhiều người khi mà người ta thấy rằng là có những người người ta làm việc tốt mà tại sao Chúa hay là Đức Chúa Trời lại kêu người ta đi sớm như vậy. Nhiều khi chúng ta cũng đặt câu hỏi rằng là tại sao tôi sống tốt như vậy, tôi như vậy mà tại sao là tôi lại bị những căn bệnh ung thư, rồi người nhà tôi lại qua đời như thế này. Thì có rất là nhiều câu hỏi xung quanh của cuộc sống của chúng ta, nhưng thật sự mình đặt câu hỏi là một chuyện, nhưng mà cái chương trình của mỗi người mỗi khác nhau, đúng không anh Trường? Số phận của mỗi người mỗi số khác nhau, cũng giống như là có nhiều người nói ủa tại sao cái người đó nó tốt như vậy, họ tốt lắm mà tại sao họ lại bị cái gì đó, họ qua đời sớm như vậy, hoặc cái người nào đó, người đó họ gian lắm mà họ sống lâu như vậy. Thưa với quý vị thì theo như những người mà người ta giải thích đó, cái người đó đã chết rồi, đã qua đời rồi, là người ta đã trả hết cái nghiệp người ta rồi, thì người ta không còn phải chịu được cái khổ của cuộc sống này nữa. Hoặc là cái người nào mà cứ sống lâu hoài mà sống, mặc dù người đó không phải là người tốt, người đó là người gian đi đấy, mà họ sống lâu, họ vẫn còn cái nghiệp để phải trả, cho nên họ chưa có được gọi về sớm. Đó là cái giải thích như vậy. Hôm nay có một bản tin xảy ra ở tại Irvine. Cái người này là cựu giám đốc của General Motors chi nhánh ở tại Irvine, đã vừa bị kết tội với cái tội gọi là hối lộ với 2 năm tù. Ngày 13 tháng 8 vừa qua
thì tòa án ở tại Irvine đã kết tội là ông này đã có một những cái hối lộ khi mà làm việc tại công ty General Motors. Số tiền hối lộ lên tới 3 triệu đồng vào những năm trước nữa khi mà ông còn làm. Ông có tên là Hoang Nam Seo, 48 tuổi, người Hàn Quốc nha, hoặc tên Mỹ của ông là Brian Seo. Ông này bị bắt buộc phải trả lại đóng tiền phạt là 250.000 và ông bị 2 năm tù. Lý do tại sao? Hồi ông còn làm giám đốc về order những cái đồ phụ tùng xe để sửa chữa đó, thì ông ta liên lạc với một công ty ở Hàn Quốc để mà cung cấp những cái món đồ phụ tùng để sửa chữa xe cho General Motors. Thì khi mà ông liên lạc như vậy đó, thì cái công ty ở Hàn Quốc á, thưa với quý vị, đã lót tay cho ông một con số tiền lên tới 3,45 triệu đô. Khi mà nói ông này rằng là ông chọn công ty của tôi đi là nơi cung cấp những cái đồ phạt đó, thì tôi sẽ lại quả cho ông, cũng như là tôi sẽ lót tay cho ông này kia đó. Thì khi mà ông Brian So này chọn cái công ty ở Hàn Quốc đó, thì ông đã nhận được về cái số tiền là 3 chấm, tức là hơn 3 triệu đô, 3,45 triệu đô tiền hối lộ của cái công ty đó mà để order những cái đồ phụ tùng để sửa xe. Homeland Security, Bộ Nội an đã tịch thu được 3,19 triệu, tức là cũng hơn 3 triệu nhưng mất ít tiền thôi, trong cái quá trình mà hối lộ như vậy đó, tại một cái kho đựng tiền ở trên Santa Clara County năm 2017, và số tiền này sẽ được trả lại cho chính phủ của Hàn Quốc, của Nam Hàn. Cho tới giờ phút này đó, thì cái ông Show này đó đã không còn làm ở GM, ở bộ phận mà đi order những cái đồ phụ tùng để sửa xe nữa. Ông bị kết tội vào tháng 3 của năm 2022. Hiện tại đó thì tôi với quý vị chưa thấy bên phía Hàn Quốc nói gì về cái này, nhưng mà bên phía Mỹ thì họ có thông tin là ông này bị 2 năm tù và bị buộc trả lại 250 ngàn. Ông nhận là 3,45 mà nhân viên của Bộ Nội an tịch thu được tiền của ông trong một cái nhà kho là 3,19 triệu. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì theo báo cáo từ tờ New York Times cùng với lại cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ USCIS người ta công bố ra vào ngày hôm qua, thì chỉ trong vòng một năm qua thôi, chính phủ của liên bang đang xử lý các đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ với cái tốc độ nhanh nhất trong rất là nhiều thập kỷ, với hàng nghìn người nhập cư trở thành công dân mới mỗi tuần, và có thể góp phần thay đổi rất là nhiều vào cái kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và cái báo cáo này người ta nói rằng á, mất trung bình là từ 4 cho đến 9 tháng để mà cái cơ quan này người ta giải quyết xử lý các đơn xin nhập tịch trong 9 tháng đầu năm tài chính hiện nay. Và đây là một trong những cái cột mốc người ta thấy rằng là nó một cái tốc độ chóng mặt, chưa bao giờ người ta thấy như vậy kể từ năm 2013 cho đến năm 2014, tính đến năm 2023 vừa qua. Cái thời gian mà người ta xử lý trung bình đó là dưới 5 tháng này, nó khác xa so với mà tốc độ được thiết lập chỉ 3 năm trước, khi mà các cơ quan chức năng người ta phải mất khoảng là từ 11 tháng rưỡi để mà người ta xử lý một cái đơn xin nhập quốc tịch cho một cái công dân gọi là thường trú nhân khi mà người ta vào trong Hoa Kỳ. Nhìn chung thưa quý vị thì 3,3 triệu người nhập cư đã trở thành công dân nhập tịch kể từ khi mà Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Đây là một trong những một phần nhờ cái chính quyền của Tổng thống này đã rút ngắn cái đơn xin nhập tịch xuống còn là 14 trang thay vì mà 20 trang như trước đây. Và chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã tăng lệ phí nộp đơn vào tháng 4 lên là 710 Mỹ Kim, tăng rất là ít so với là mức là 640 Mỹ Kim trước đó, có nghĩa là chỉ là tăng 50 đô la mà thôi. Hiện nay thì đây là một trong những cái chính sách tạo điều kiện rất là dễ dàng hơn cho những cái người nhập cư, người ta có thể nộp đơn để mà thu nhập thấp có thể được mà giảm giá trong vấn đề người ta đóng tiền để mà thi quốc tịch, thi nhập tịch thưa quý vị. Cái người mà sở hữu thẻ xanh được coi là thường trú nhân hợp pháp nhưng mà đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ sau 5 năm á, có tư cách hợp pháp, thì họ sẽ có những cái đủ điều kiện nhanh hơn, ví dụ như là có thể là kết hôn với công dân Hoa Kỳ trong ít nhất là 3 năm, hoặc là người ta cũng có quyền để mà đi bầu cử theo cái những gì mà thông báo của tạp chí New York Times cũng như là
những cái người trong sở di trú của Hoa Kỳ người ta công bố. Cái sự mà gia tăng hiệu quả về vấn đề mà thi quốc tịch và nhập quốc tịch không chỉ là vấn đề mà chúng ta xóa bỏ cái tình trạng tồn động của giấy tờ trong những cái năm mà nó dính đại dịch COVID-19, mà là có khả năng định hình được lại là cử tri, cũng như là đây là một trong những cái phần quan trọng trước cái cuộc bầu cử, có thể là sẽ quyết định cái lá phiếu của từng cử tri. Cứ một cái lá phiếu là sẽ là nó thậm chí là nó rất quan trọng đối với cái vị trí của một vị tổng thống, hoặc là một lá phiếu có thể quyết định được cái ghế thượng viện, thưa quý vị. Thành ra báo cáo này chỉ ra rằng là tất cả những tiêu bao như vậy, có số lượng công dân Hoa Kỳ mới để đủ mà điều kiện tham gia bỏ phiếu ngày càng gia tăng trong suốt cái thời gian qua. Trong một cái trường hợp tại một cái buổi lễ ở Georgia trong những ngày vừa qua, thưa quý vị, người ta đã chứng kiến những người từ 19 quốc gia để chen chúc vào cái tòa án liên bang để mà chính thức nhập tịch mới của họ. Và hiện tại thì có thêm khoảng là 9 triệu thường trú nhân đủ điều kiện để nhập tịch, với báo cáo là người ta nói là đa số phần lớn là người Mỹ Latin, người gốc Mỹ Tây Cơ rất là nhiều vào trong Hoa Kỳ và đủ cái thời gian người ta làm thường trú nhân và người ta nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ. Và đây cũng là một trong những cái thay đổi rất là lớn khi mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bỏ phiếu sắp tới. Sẽ một lá phiếu của một cử tri cũng sẽ quyết định lên chiếc ghế tổng thống hay là của một cái ghế của Hạ viện, thưa quý vị. Quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ cho đây. Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay, một người đàn ông được thành phố bồi thường 7 triệu đô la vì kết tội ông về tội giết người mà oan uổng. Thưa quý vị, ông bị tù oan 48 năm. Câu chuyện xảy ra vào năm 1975. Ông có tên là Lynn Simmons, một người da đen. Ông bị kết tội là có tội giết người. Với ông Don Roberts, thì ông Simon và ông Don Roberts này, hai người bị kết tội trong một cái vụ mà bắn một người đàn ông ở một tiệm rượu 30 tuổi trong một vụ cướp. Đó. Sau khi mà ra tòa, sau khi tranh cãi, thì chỉ có một nhân chứng là một khách hàng ở cái tiệm rượu đó ngày hôm đó. Và cái người đó sau khi mà coi qua những cái tấm hình mà cảnh sát đưa cho họ nhận diện đó, thì người đó nói rằng là đây, cái ông này này là cái ông mà đã nổ súng trong cái tiệm rượu đó ngày hôm đó. Thế thì sau, và năm ngoái nhá, năm ngoái 2023, sau khi mà coi lại tất cả những bằng chứng và những cái giấy tờ được nộp lên cho tòa đó, thì ông Simmons và ông Don đều nói rằng là cái ngày hôm đó chúng tôi không có mặt ở ngay đó, chúng tôi không có mặt ở ngay tiểu bang đó luôn nữa. Cái đó là tiểu bang Minnesota. Thì tới bây giờ đó, người ta mới thấy rằng là hai ông này thì đều đã không có mặt ở lúc bây giờ. Nhưng mà vì cái người nhân chứng nhận diện ông, chỉ mặt ông, nên bây giờ họ lại là họ, bây giờ họ lật ngược lại, họ nói rằng là cái người nhân chứng đó làm gì mà mình có thể nhận diện được, qua cái thời gian lúc bây giờ buổi tối như thế nào, làm sao mà nhận diện rõ ràng được là đúng là cái ông này. Họ không tin cái người nhân chứng đó và nói rằng người nhân chứng đó chỉ dựng chuyện lên cũng như là chỉ đại một người nào đó thôi, mà bị xui là ngay cái ông này, ông da đen này đó. Thế thì sau khi kết án thì hai người đó bị kết tội là tử hình, sau đó là giảm xuống còn chung thân, cho nên mới tới ngày hôm nay sau 48 năm. Bây giờ người ta lật ngược lại cái hồ sơ, rồi bắt đầu người ta thấy rằng là ông này bị oan. Thành phố đối diện với lại cái sự kiện của cái ông Simon này nói rằng là thành phố đã kết tội ông oan uổng ngày hôm đó, mặc dù là giấy tờ của cảnh sát này kia cũng toàn là những cái chi tiết ở trên đó, toàn là dựa trên thôi, chứ chẳng có ai có bằng chứng cụ thể gì cả. Thế thì để giải quyết cái vấn đề kiện này đó, thì thành phố đã đồng ý trả là 7 triệu đô cho cái ông Simon này sau 48 năm ngồi tù oan. Mất cả thanh xuân đã trong mất tù. Mất cả thanh xuân. Em nếu mà bảy, nếu mà 48 năm mà năm nay ông để coi ông bao nhiêu tuổi, ông 70 mấy tuổi nè, 76 tuổi nè. 76 tuổi. 71 tuổi, 71 tuổi mà 48 năm, coi như ông hồi đó còn trẻ lắm hả? Mới như là 30 mấy, 40 hả?
35 tuổi. À. 25 tuổi. 25 tuổi. 25 tuổi. Ừ. Dạ, mới 25 trẻ tuổi. Trẻ ghê. Ừ. Còn 25 tuổi bị kết oan mất cả thanh xuân của người ta, thưa quý vị, ở trong tù. Kiện là đúng rồi. Kiện là đúng. Kiện là đúng. Bảy, mà ở tù mà 48 năm khủ được có 7 triệu hả? Ờ. Phải, tôi phải nghĩ phải phải nhiều hơn mới được dạ. Chứ. Chắc anh Trần liên lạc để kiểu mà khi cái ông kiện nhiều nhiều chút xíu. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì một cái nghiên cứu mới, một cái phát hiện mới, đây là một trong những cái nghiên cứu đầu tiên và là cái nghiên cứu lớn nhất do tiến sĩ Neil Kopot, là một bác sĩ phẫu thuật đầu và cổ uy tín đến từ trung tâm đầu và cổ tại trường đại học USC của Hoa Kỳ. Thì cái vị bác sĩ tiến sĩ này, thưa quý vị, đã phát hiện ra, nghiên cứu ra là cái việc mà sử dụng cần sa nó có liên quan trực tiếp đến vấn đề ung thư đầu và ung thư cổ, thưa quý vị. Ừ. Và đây là một trong những cái thông tin có thể là sẽ gây rất là hoang mang cho những người nào chúng ta đang, đã và sẽ hút cần sa trong cái thời gian sắp tới. Cần sa như quý vị cũng đã biết là một trong những cái loại lá mà xếp hạng hàng đầu là cái chất bất hợp pháp nhưng lại được sử dụng thường xuyên nhất ở trên toàn cầu, được sử dụng hợp pháp. Những cái phát hiện mà những cái nghiên cứu của tiến sĩ này có thể tạo nên một cái làn sóng lan tỏa ở trên toàn thế giới trong cái thời gian sắp tới, khi ngày càng rất là nhiều những cái khu vực người ta đang cân nhắc cái việc mà hợp thức hóa cần sa để mà trong những cái vấn đề mà giải trí, thì những cái rủi ro sức khỏe ngày càng nên được đưa lên cái bàn cân để thảo luận khi mà cái nghiên cứu này được đưa ra trong mấy ngày vừa qua. Đây là một trong những cái nghiên cứu phát hiện thành công cái việc mà liên kết ung thư đầu và cổ với việc mà những cái người sử dụng cần sa, nghiện cần sa lâu năm. Cái việc phát hiện ra yếu tố nguy cơ này rất quan trọng, thưa quý vị. Bởi vì cái ung thư đầu và cổ đó, chúng ta có thể phòng ngừa được khi mà mọi người được hành vi nào làm tăng, biết được là cái hành vi nào có thể làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh của những cái người trong cái nhóm này, đó là những nhóm mà nghiện cần sa, nghiện ma túy. Nghiên cứu phát hiện ra rằng là những người mà nghiện cần sa đó có nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ cao hơn khoảng là 3.5 cho đến 5 lần so với những cái người không sử dụng hoặc là những người bình thường. Và ung thư đầu và ung thư cổ là những cái loại ung thư phổ biến thứ 6 ở trên toàn thế giới hiện nay, bao gồm các khối u ác tính nó biểu hiện ở miệng, hầu, thanh quản, hầu họng, bao gồm là ở lưỡi chúng ta, rồi ở trong amidan cũng có, ở sâu họng cũng có, và các tuyến nước bọt lân cận cũng có thể nó bị nhiễm và cũng có thể gây nên cái vấn đề ung thư. Mỗi cái loại nó chứa một cái loạt hạt hoặc chất độc hại nó khác nhau. Nhưng mà trong cái cần sa đó thì chúng ta biết rằng nó bao gồm cả hắc ín và nhiều cái chất gây ung thư khác, có thể mà phá vỡ cái cấu trúc phức tạp của cái DNA, góp phần mà nó gây nên viêm ở các mô ở đầu và cổ. Và theo cái thời gian mà khi mà chúng ta hút cần sa nhiều á, thì nó sẽ tổn thương này nó tích tụ ngày càng nhiều lên, có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư. Và tại sao mà hút cần sa mà nó dễ gây ung thư như vậy, thưa quý vị? Bởi vì người ta nói rằng, thưa quý vị, cần sa đó, khi mà chúng ta hút á, thì người ta thường hít sâu hơn so với thuốc lá. Rồi á, ngoài ra cần sa nó cháy ở cái nhiệt độ cao hơn thuốc lá. Khi mà người ta hút vào thì cái nhiệt độ nóng nó vào trong cái cổ họng á, nó sẽ làm nên tổn thương cái cổ họng ngày này qua ngày khác, thì từ từ nó sẽ gây cái nguy cơ gây ra ung thư. Và khi cái nghiên cứu này được phát hiện và tiến triển thì cái điều cần nhất là mỗi người chúng ta phải cảnh tỉnh bản thân và suy gẫm về những cái hiểu biết này khi mà chúng ta nghe cái thông tin này, nghe về cái nghiên cứu này, và hãy ưu tiên sức khỏe của chúng ta hàng đầu, hạnh phúc lâu dài với người thân và gia đình để mà chúng ta có một cái đưa ra một cái quyết định sáng suốt hiểu biết khi mà chúng ta sử dụng những cái loại chất này, cho dù nó được hợp pháp hóa, được hợp thức hóa thành là một cái loại cần sa để giải trí, nhưng mà có nên hay không khi mà chúng ta sử dụng mà gây nên ung thư đầu và ung thư cổ, thưa quý vị. Trong khi đó, một bản tin khác, cái cô này ở đây, quý vị nhìn thấy hình, cô có tên là Khavana, cô nhưng mà tên chính gốc người Nga của cô đó, cô là người Nga, tên là Senilo Carolino. Cô này là một người nhảy múa ba lê ở Nga. Cô bị bắt ở Nga vào tháng 2 năm nay khi mà cô từ Mỹ trở về nước Nga để thăm gia đình. Cái chuyện này xảy ra là hồi đó cô là người Nga, cô ở Nga, cô là một người nhảy múa ba lê. Sau đó cô quen một người Mỹ và cô qua Hoa Kỳ này sinh sống và có quốc tịch Mỹ rồi. Đó. Nhưng mà khi mà cô trở về Nga để thăm gia đình vào hồi tháng 2 thì cô lại bị bắt ngay tại nước Nga để điều tra. Tới ngày hôm nay cô bị phạt là 12 năm tù chỉ vì
trong lúc đang ở Hoa Kỳ, cô có quốc tịch Mỹ, quốc tịch Nga luôn nha, hai quốc tịch. Trong lúc đang ở Hoa Kỳ thì cô đã ủng hộ một cái hội đoàn nào đó, mà cái hội đoàn đó xin tiền để ủng hộ cho Ukraine. À, thế thì khi mà tại sao mà người ta lại biết được cái cô này là ủng hộ, là số tiền là bao nhiêu đâu? 51 đồng. Cô lên mạng cô tìm hiểu thì thấy là có một cái hội đoàn giúp đỡ tiền bạc để cho người dân Ukraine đang sống trong cái thời mà chiến tranh hiện nay có thể có được những dụng cụ y tế, vân vân, thực phẩm vân vân. Thì cô donation mà, cô ủng hộ 51 đồng. Không biết vì lý do nào đó mà bên Nga lại biết được là cô là người Nga mà đi ủng hộ cho hội đoàn, ủng hộ cho Ukraine. Nên hồi tháng 2 đó, khi mà cô này bay từ Mỹ về bên Ukraine, về bên Nga để thăm gia đình, cô bị bắt. Và tới ngày hôm nay thì cô, ngày hôm qua hôm kia gì đó thì cô bị 12 năm tù. Người chồng của cô là tên là Van Herden, thì lên trên báo, lên mạng Instagram, lên mạng TikTok và nói rằng là điều vô lý vô cùng, chỉ vì cô ủng hộ một cái hội nào đó 51 đồng ủng hộ cho người dân Ukraine mà cô lại bị bắt ở bên đó và giờ bị phạt tới 12 năm tù. Ông yêu cầu Bộ Ngoại giao của Mỹ lập tức để cứu cô, là tại vì cô có quốc tịch Mỹ nữa mà, cô có hai quốc tịch luôn, can thiệp giùm. Thế thì chưa biết tới giờ phút này thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ can thiệp vấn đề này như thế nào. Nhưng mà đúng là Nga thù ghê ha. 51 đồng mà cũng bắt người ta 12 năm tù. Chúng ta sẽ quay lại sau một vài phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, phần này là phần cuối trong bản tin Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ông bà ta có câu là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Đây không phải là chỉ là nói về vấn đề mà trước khi mà chúng ta ăn không, mà khi chúng ta ngồi nữa. Và nghĩa đen cũng có, nghĩa bóng cũng có. Và nôm na là chỉ là sao? Trong cái cách mà ông bà, cha mẹ chúng ta dạy á, là chúng ta cũng phải để ý và ý tứ trong vấn đề, trong mọi cái sinh hoạt của cuộc sống. Những cái cách mà chúng ta hành xử, những cái thói quen bộc lộ trong quá trình mà chúng ta ngồi ăn uống đó, nó có thể phần nào cho người ta biết được, nhận biết được một số cái về cái tính cách của một người. Cho dù mà họ có giỏi che giấu đến đâu thì trong cái bàn ăn đó nó cũng sẽ bộc lộ cho người ta, cái người này, cái cách ăn uống như vậy sẽ là người như thế nào. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái một vài cái thông tin mà có thể là nó sẽ giúp cho chúng ta xem lại cái cách chúng ta khi mà sinh hoạt ở ngoài xã hội, cộng đồng, giữa họ hàng, bà con thân, bà quyến thuộc, chúng ta ăn uống như thế nào để cho nó khéo, cho nó gọn, thưa quý vị. Cái đầu tiên á, khi mà gọi món ăn á, nó là một cái hành động để mà chúng ta phản ánh được cái trí tuệ của cảm xúc. Ở đây trong bài báo này, một cái chuyên gia ở Hoa Kỳ người ta nói rằng là khi á, bạn được một cái người đưa cho một cái menu để mà order gọi cái thức ăn của bản thân mình ở trên một cái bàn tiệc rất là đông người, hoặc là bạn order cho rất là nhiều người ở trong cái bàn ăn đó, thì cái chuyện mà chúng ta khiêm tốn và biết dừng lại có chừng mực, hoặc là chúng ta order dành cho tất cả mọi người trong bàn, người ta vừa ý hết tất cả mọi người đó, đó là một trong những cái chuyện không hề nhỏ như thế nào, và đó là một trong những cái kỹ năng ngoại giao tốt hay không và được yêu mến hay không của một người khi mà chúng ta thể hiện cái cách chúng ta gọi đồ ăn ở trên cái bàn như vậy. Khi mà đi ăn ở một cái nhóm, thưa quý vị, thì cái chuyện mà biểu hiện ở trên bàn ăn nó cũng là thể hiện cái tính cách. Biểu hiện ở trên bàn ăn là như thế nào? Theo một cái chuyên gia nghi thức nổi tiếng là ông Henry Hansen, một cái chuyên gia người Anh, ông nói rằng á, một người giỏi quan sát có thể là biết cái xuất thân của bố mẹ của họ và cái trình độ học vấn của họ chỉ trong một cái bữa ăn thì người ta có thể đánh giá được. Và theo ông Hansen, cách tốt nhất để mà nhìn một người không phải là khuôn mặt mà là cái thói quen ăn uống của người đó ở trên cái bàn ăn. Mỗi cái cử động của chúng ta trong mỗi cái bữa ăn đó là một cái hình ảnh thu nhỏ trong cái quá trình giáo dưỡng của những cái bậc phụ huynh, của cha mẹ, ông bà chúng ta trong cái thời gian dài. Và nó hiện thân lên trên nội tâm của người đó trong cái cách mà chúng ta hành xử và trong cái cách mà chúng ta ăn uống. Trong một cái không gian nhỏ như bàn ăn, như quý vị của anh Nguyễn Trường cũng biết á, mọi thứ có thể được biểu hiện rất là rõ ràng, không thể nào chúng ta che giấu được. Và mọi người có học thức sẽ luôn nói năng nhẹ nhàng khi chúng ta ăn rồi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mặc dù là thức ăn vào bữa đó nó không hợp khẩu vị, nó mặn quá hay là nó ngọt quá, nhưng mà chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải giữ trong lòng
và có nói ra thì chúng ta phải cần cân nhắc đến cảm xúc của người đối diện, của người nấu. Chứ không phải là chúng ta cứ thấy vui vẻ là chúng ta cứ phan ra, thì đó là chúng ta làm tổn thương của những người chung quanh, nhất là cái người mà tạo ra cái bữa tiệc đó, những người nấu món ăn đó. Cái thứ ba thưa quý vị, đó là cái tính cách phản ánh ở trên bàn rượu. Thường người ta nói là rượu vào rồi lời ra. Một số người khi người ta uống rượu vào, người ta không có control được cái cảm xúc, người ta nói rất là nhiều, hoặc là huyên thuyên về cái cuộc sống của mình, huyên thuyên về cái bản thân của mình. Nhưng có một số người khi người ta uống rượu vào, người ta có một chút hơi men, người ta hơi say chút xíu, người ta xỉn chút xíu, nhưng người ta lại rất là từ tốn, ôm đờm, và người ta ngồi, người ta lắng nghe. Hoặc là người ta uống nhiều, hoặc là người ta uống ít, nhưng mà người ta vẫn giữ một cái trạng thái cân bằng, luôn lúc nào cũng không bị rượu nó kiểm soát được lời nói, có thể từ chối khi mà chúng ta quá say, có thể đứng dậy khi chúng ta đi về, có thể lái xe khi chúng ta vừa xong cuộc nhậu. Đó là một cái người có cái tâm, tao gọi là cái tâm lý ổn định, trầm ổn, bản lĩnh và đáng tin cậy. Và theo cái bài báo mà ông chuyên gia người Anh này nói, cái cuối cùng đó là trốn trả tiền ăn thì không thể nào quý vị tiến xa hơn trong vấn đề quý vị có mối quan hệ xã hội, bạn bè. Rất là nhiều trong cuộc sống chúng ta, nhiều người trốn trả tiền nhiều lắm, ngồi lơ trong lúc mà cầm bill cũng có, rồi giả đòi đi vệ sinh cũng có, để quên bóp cũng có, hay là để trong xe cũng có, nhiều lắm, nhiều cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng là cứ gần cái giờ thanh toán, nhiều người người ta hay viện những cái lý do đó để mà người ta né. Và những cái người này, trong những cái chuyện vặt vãnh này, là những người được đánh giá là những người không có tầm nhìn xa và trí tuệ trong cái cuộc sống của họ. Và những cái người chủ động thanh toán hóa đơn cũng không hề ngốc thưa quý vị. Họ không lo được mất, mà họ sẽ nhận lại được nhiều thứ lớn lao hơn. Có nghĩa là nhận được những cái tình bạn, những cái mối thân duyên tốt hơn trong cái tương lai. Và người ta sẽ đánh giá bạn ở mức là, ồ người này sống rất là hòa nhã, sống rất là biết điều, biết chuyện, sống rất là tử tế và rất là phóng khoáng trong vấn đề đó. Nhưng mà khi bạn đưa ra thì chắc chắn là bạn sẽ nhận lại bởi những người khác. Người ta thấy là bạn trả, đâu có ai mà bắt bạn trả hoài đâu. Mà những người mà bắt bạn trả hoài thì là những người cũng có vấn đề, đúng không anh? Người ta nói rằng là nên để ý và đánh giá tư cách của một người ngồi trong bàn ăn, trong lúc đánh bài, trong lúc uống rượu. Yeah. Đó là khi mà mình nhìn xét cái tư cách của một người đó như thế nào. Bây giờ tại vì Lê Thái nói vấn đề ăn uống, ăn coi nồi ngồi coi hướng. Qua cái hình này thì thưa với quý vị, coi cái nồi chỗ nào đâu mà coi, mà hướng chỗ nào đâu mà hướng. Đây là hình ảnh của quán ăn vỉa hè. Người ta, ok, ở Hà Nội hiện tại người ta đang nói tới có một quán phở có tên là phở Ấu Triệu ở ngay phố cổ. Bà Nga là người đang coi cái quán phở Ấu Triệu này. Bà Nga là cháu của ông Tư Lùn. Mà ông Tư Lùn, hồi xưa có phở Tư Lùn ở Hà Thành, thưa quý vị, 80 năm nổi tiếng. Sau này thì con cháu lấy lại và đặt tên khác. Thì cái quán phở này đó, người ta phải tự kêu phở, tự bưng ra, tự kiếm chỗ ngồi. Mà cái quán đông quá không có ngồi đâu được hết, ra vỉa hè ngồi luôn như vậy. Chỉ cần một cái ghế cao và một cái ghế thấp, ghế cao làm bàn và ghế thấp ngồi xuống là có thể ngồi thưởng thức tô phở ngon ở đây. Nhưng mà qua cái hình ảnh này đó thì không phải là ngồi vỉa hè ăn như vậy là xoàng đâu thưa quý vị. Đây là quán phở mà đã được tặng ngôi sao Michelin. Wow. Michelin tới và cái ông bà quán phở này nói rằng là hôm nhận được thơ mời đi lãnh cái giải Michelin về một cái tô phở đầy chất lượng và ngon mà rẻ như vậy đó. Thì họ nói rằng là ui cái này lừa đảo. Chắc kêu mình lên đó là bắt mình nộp tiền hay gì này kia này kia. Nhưng mà không, khi mà tới nơi rồi đó thì mới biết được rằng là Michelin đã nghiên cứu về cái tô phở ở đây, đã có người tới ăn thử lén rồi. Và cuối cùng thì họ nói rằng đúng là tô phở đầy chất lượng. Mà nhìn cái tô phở đó thì thấy anh Trường ăn chưa tới đây bao giờ luôn. Yeah. Đó, cái tô phở này quý vị nhìn thấy nè. Họ đứng sắc thịt, múc nước phở, nấu nước phở ngay tại phía đằng trước của tiệm. Nhìn tô phở hấp dẫn quá ha. Dạ vâng. Ngay sau cà phê sáng mình cũng đi kiếm tô phở Michelin nào ở đâu đây mình đi ăn có, chứ. Mình có không anh? Ở đây thì mình không có tô, không có cái nhà hàng nào mà có Michelin về phở. Dạ. Nhưng mà chỉ có mỗi một tiệm phở là phở 79. Dạ vâng. Thì được một cái giải mà người ta gọi đó là giống như là bên phía nghệ thuật gọi là giải Oscar. Dạ. Nó cũng rất là cao quý. Phở 79 về ẩm thực đó. Dạ vâng. Thì bên phở 79 có thì mình cũng ăn phở 79 hoài. Mình cũng thấy nó cũng giống như những tiệm phở khác. Nhưng mà theo như những chuyên gia về ẩm thực thì có thể họ nhìn thấy, họ đánh giá về cái tô phở đó là tô phở đầy chất lượng như thế nào thì mình cũng không biết. Mà người ta có gì cả, gọi là có công tâm trong lúc làm việc hay không mình cũng không biết nữa. Chỉ biết là
đã có những nhân viên của Michelin đi vòng vòng để người ta nhìn coi cái chất lượng của đồ ăn sạch sẽ của nhà hàng, nhân viên phục vụ như thế nào, rồi họ đánh giá và họ tặng ngôi sao. Nhà hàng mà được tặng ngôi sao Michelin 1 sao hoặc là 2 sao hoặc là 3 sao danh giá vô cùng luôn. Nhà hàng nào mà có một cái đó là vội vàng treo ngay ở trước cửa của tiệm của mình. Đây chúng tôi ở trên Los có một tiệm trà sữa được Michelin. Đó là tiệm trà sữa Chicha ở trên đường Valley. À thưa với quý vị đó. Cho nên khi mà nói về anh coi nồi ngồi coi hướng, tôi nhìn thấy chỗ này tôi không biết ngồi chỗ nào, mà coi cái nồi mà thấy cái chỗ hướng là hướng nào để rồi, ngồi nữa. Thực sự rất là sạch sẽ, những cái ghế rất là sạch sẽ. Và khi anh Trường đưa bản tin này thì tất cả mọi thực khách là tự động vô order, rồi bưng ra là tự động lấy ghế ngồi ăn như vậy luôn. Mà vẫn được cái giải thưởng đó, thì chúng ta thấy là cái tiệm phở này thật sự ngon. So với những cái mặt bằng chung, nó có những cái quán phở, quán cháo, quán bún ở Hà Nội hay là xôi xéo ở Hà Nội rất là ngon. Khi mà quý vị có dịp đi đến Hà Nội một lần nào đó, tuy là chúng ta ăn, chúng ta bị mắng, chúng ta bị chửi, mà em thấy người ta vẫn get like, người ta vẫn muốn ăn, muốn được chửi. Cái kiểu giống như là được người ta sỉ nhục, sỉ vả vào một buổi sáng, giống như là một cái sở thích vậy thưa quý vị. Tùy người thôi. Thành ra đó là một cái văn hóa ăn uống của từng vùng miền. Nhưng mà đây là một trong những cái quán phở mà Lê Thái và anh Nguyễn Trường cũng nghĩ rằng là nếu như quý vị có dịp trải nghiệm ở đi về Việt Nam đó, đến Hà Nội thì chúng ta có thể ăn cái quán phở này. Em cũng sẽ ăn. Mình sẽ đề nghị là các chủ nhà hàng phở ở quanh đây nè, để cái bàn vậy? Để cái bàn mà thấp thấp với cái ghế. Để hai cái ghế, ghế cao và ghế thấp này để trước cửa đi, mình tự vô mình bưng ra luôn rồi mình ngồi ăn. kiểu như vậy nè. Đó, để coi như thế nào. Qua cái hình này thì đây là họ nói đó là hai du khách người Mỹ, bà Lily và ông Tom là hai người này đây đến từ Mỹ nha. Họ tới đây để thưởng thức phở ở cái quán này, quán Âu Triệu này thưa với quý vị. Tôi không ăn thịt bò nên chỉ gọi phở và nước dùng thôi, nhưng mà hương vị thì độc đáo vô cùng. Ăn xong là tôi cứ quay lại đây để ăn tiếp. Chúng ta cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ngay sau Cà Phê Sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế giới. Xin kính chào quý vị, xin chào Lê Thái. Dạ vâng, chào anh Nguyễn Trường và xin kính chào quý vị. Hoàn Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong ngày thứ năm hôm nay và buổi chiều vẫn tiếp tục với bản tin tức nổi bật cũng như tin cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng mở đầu cho phần tin tức ngày hôm nay là dự báo thời tiết với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay thấy buổi trưa nhiệt độ cũng cao nhất khoảng 85 đến 86 thôi. Hôm nay gió thì cũng không có nhiều lắm, nhưng mà qua ngày mai đó thì thấy là từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cái nhiệt độ nó giữ nguyên, nhưng mà thấy gió nhiều hơn một tí, cho nên là ba ngày cuối tuần có thể là sẽ khá dễ chịu thưa quý vị. Và ngày hôm nay chỉ trong một tuần lễ thôi mà mọi sự nó như là trở ngược lại hoàn toàn thưa quý vị. Sau khi thị trường Dow Jones lên 444 điểm ngày hôm nay, cũng với báo cáo của Bộ Thương mại và Lao động Hoa Kỳ liên quan tới số người đi mua sắm. Chúng ta còn nhớ vào tuần trước nữa đó, thì thị trường Dow Jones có lúc xuống cả ngàn điểm, rồi Nasdaq xuống cũng dữ dội luôn. Thị trường của Nhật Bản xuống hơn ngàn điểm vì lý do nỗi lo sợ dẫn đến việc suy thoái kinh tế. Sau khi các báo cáo cho thấy người tiêu thụ đã giảm chi tiêu và lợi nhuận của các công ty đã giảm, rồi tỷ lệ thất nghiệp lại tăng đột biến, phía Nhật Bản cũng ảnh hưởng và nền kinh tế Nhật với Hoa Kỳ hầu như gắn chặt vào nhau thưa quý vị. Và vì thế vào tuần rồi bán tháo các cổ phiếu, thị trường Dow Jones xuống có 38.000 mấy thôi, Nasdaq thì xuống cũng thê thảm. Thế nhưng trong tuần lễ này thì thị trường tăng từ từ trở lại. Và ngày hôm nay với báo cáo liên quan tới số người đi mua sắm. Mới đây chúng tôi hỏi một số những người họ làm các công việc bán lẻ đó, trong các mall vân vân, Macy's rồi vân vân, thì họ nói rằng wow, không ngờ làm trong thời gian vừa qua đó, có thể là bởi vì các em chuẩn bị đi học cho nên phụ huynh vào đi mua sắm. Nhưng mà thực chất đó,
người tiêu thụ đã chi tiêu trở lại. Cái việc người tiêu thụ chi tiêu đó, nó cũng là một cái phản nghịch đối với nỗ lực giảm phân lời. Bởi vì người tiêu thụ chi tiêu nhiều thì lạm phát khó lòng mà giảm xuống. À, người tiêu thụ mà ít chi tiêu đi thì lạm phát giảm. Bởi vì sao? Nó áp lực với số hàng bán ra. À, những công ty mà họ sản xuất hàng hóa, thí dụ như là những cái gói chip đó, thưa quý vị, ngày hôm nay cũng bị than phiền. Có người nói tôi vào trong siêu thị mua một cái gói chip lên tới 7-8 đô la. Và họ không mua nữa. Những người lúc trước thì họ thường xuyên ăn mỗi ngày một bịch. Bây giờ họ không làm điều đó nữa. Và khiến cho công ty sản xuất chỉ riêng với những cái hộp chip hoặc là những cái thứ mà nó đắt, xa xỉ đó, là phải giảm giá. Họ không có lời như trước nữa. Và việc giảm giá như thế đó đã áp lực lên lạm phát. Thì đó là lý do. Tuy nhiên giảm giá mà họ vẫn có lời, chứ không phải là không, không có lời nhiều như thời sau Covid, nhưng mà vẫn có lời chút đỉnh, cộng thêm người tiêu thụ đi mua. Và vì thế thị trường lên 400 điểm với việc mà retail sales vô cùng quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, 70% quý vị và chúng tôi là người tiêu thụ của nước Mỹ này, đi mua sắm hàng ngày. Mà chúng ta ngừng mua sắm có nghĩa là sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến với nền kinh tế. 70% là động lực, là cỗ máy kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones lên 40.456 điểm ở mức hiện nay, lên thêm 451 điểm. Nasdaq lên tới 339 điểm, mặc dầu chưa trở lại với mức kỷ lục cũ là 18.000. Thị trường con chip điện toán liên quan tới AI, ngày hôm nay chúng ta cũng có tin liên quan tới AI, trí thông minh nhân tạo đã gây ảnh hưởng đến Nasdaq trong thời gian qua, nhưng mà ít nhất cũng đã tăng mạnh trở lại. S&P 500 tiếp tục tăng rất tốt, lên kỷ lục cũ 5.528, lên thêm 73 điểm trong ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm là 3,93, giá dầu lên 1 đồng 44 sen một thùng ở mức 78 đồng 41 sen. Người tiêu thụ mà chi tiêu nhiều, điều đó họ cũng sẽ đi chơi trở lại và đổ xăng, và chưa kể gây ảnh hưởng đến các hoạt động từ Nga cho tới Trung Đông vân vân, cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Vàng lên 14 đồng 50 sen ở mức 2.494 đồng, xuống so với 2.500 ngày hôm qua. Và thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua đó, phía công tố viên ở Los Angeles phối hợp với cơ quan truy lùng ma túy thuốc phiện DEA đã có những cái cuộc đột kích, và bây giờ báo chí họ chỉ biết là có vài người nhưng mà không biết chính xác là bao nhiêu người bị bắt liên quan đến cái chết của tài tử Matthew Perry. Thưa quý vị, anh là diễn viên nổi tiếng trong cái series Friends, qua đời vào năm ngoái đó. Thì năm ngoái ngày 28 tây tháng 10, một trợ lý của anh đã gọi cảnh sát sau khi mà nhìn thấy Matthew nằm mặt bị sấp ở dưới nước ở trong cái hồ jacuzzi ở nhà riêng ở Los Angeles. Thì mặc dù ngay sau đó cái người trợ lý này vừa gọi cảnh sát vừa gọi xe cấp cứu, nhưng mà paramedics đến thì Matthew đã giống như là bị đuối một thời gian lâu rồi, cho nên cứu không có kịp. Thì khi đó đó, kết quả giảo nghiệm tử thi tìm thấy một cái lượng ketamine ở trong người của Matthew Perry, nhưng mà phía gia đình thì họ xác nhận với các nhà điều tra lúc đó là suốt mấy chục năm nay anh này đó, là lúc trước ảnh nghiện ngập, rồi ảnh đã từng đi rehab, rồi sau này ảnh đã thôi nghiện, nhưng mà vì cái thời gian nghiện ngập quá dài cho nên là ảnh phải đi bác sĩ tâm lý rồi chữa trị cho những cái chuyện bị trầm cảm. Thì phía gia đình xác nhận là trước khi mà bị đột tử đó, ảnh vẫn đang tiếp nhận một cái liệu pháp gọi là ketamine infusion. Hơn 10 năm qua thưa quý vị, ketamine được FDA chuẩn thuận cho một số những cái liệu pháp sử dụng ketamine này cho những bệnh nhân mà bị trầm cảm hoặc là bị những cái vết thương do mổ, sau khi mổ mà nó đau đớn quá mức đó, nhưng mà phải có bác sĩ có giấy phép và hành nghề thì mới được như vậy. Thì với cái chuyện mà gia đình xác nhận như vậy và có cái hồ sơ y khoa, cho nên lúc đó cái báo cáo kết luận đưa ra là
ketamine là cái nguyên nhân chính, nhưng mà cộng thêm cái chuyện là chết đuối nữa, cho nên là cái chết của Matthew Perry khi đó được ghi trong giấy chứng tử là một cái tai nạn, không có foul play. Thế nhưng bây giờ đó, sau cái cuộc mà đột kích chiều ngày hôm qua và có một số người bị bắt, thì các công tố viên họ chỉ mới nói một số những cái chi tiết với báo chí thôi. Đầu tiên họ nói là mặc dù Matthew Perry trải qua cái liệu pháp là dùng ketamine để điều trị, nhưng mà theo các bác sĩ đó là cái liều lượng ketamine đó, nếu mà dùng trong những cái liệu pháp đó, nó thường rất là ít và chỉ sau vài tiếng đồng hồ là nó giống như chuyển hóa hết ở bên trong người. Nhưng cái hôm mà Matthew Perry chết đó, giảo nghiệm tử thi tìm thấy một cái lượng ketamine rất lớn, mà nó tương đương với giống như một người vừa trải qua một cái cuộc phẫu thuật phải có một cái lượng lớn nó còn nằm tồn đọng ở trong người. Và các công tố viên họ nói là theo như cái hồ sơ y tế là cái lần cuối cùng mà Matthew Perry có cái liệu pháp điều trị ketamine là một tuần rưỡi trước đó rồi. Nghĩa là trong vòng một tuần rưỡi đó anh không có hẹn để mà đi bác sĩ nữa. Vậy thì cái lượng ketamine mà lớn và nhiều như vậy từ đâu ra? Và bây giờ đó, phía công tố viên chỉ cho biết là hồ sơ cho thấy là trước khi mà chết một trong một thời gian dài, anh có hai bác sĩ, một bác sĩ tâm thần và một người là bác sĩ gây mê. Và cái ông bác sĩ gây mê này cũng là bác sĩ gia đình chính của Matthew Perry. Cho nên nhưng mà công tố viên họ nói bởi vì cái cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cho nên họ không thể xác nhận được là ai trong số hai ông bác sĩ này bị bắt, và có phải là bắt vì cái chuyện là đã kê đơn ketamine lậu cho Matthew Perry hay không. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị một cái nguồn tin cho thấy rằng ông Trump sẽ đến Asheville, tiểu bang North Carolina để vận động tranh cử. Và so sánh cái đám đông, bởi vì sao? Giới truyền thông họ cũng muốn xem, bởi vì ông Trump trong tuần qua đó, trước khi xuất hiện trở lại, trước khi tới Montana và ngày hôm qua là North Carolina, thì ông tuyên bố bác bỏ đám đông của ủng hộ bà Kamala Harris tại các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Nevada. Các hình ảnh cho thấy cái số người kéo tới đó là các vận động trường và các khu vực như phi trường của các tiểu bang này. Chúng tôi gửi đến quý vị thêm tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì ông cựu tổng thống Trump, ứng viên tổng thống Trump đã có mặt tại Asheville, North Carolina. Thứ sáu ngày mai thì bà Kamala Harris cũng sẽ có mặt ở tại đây. Các giới truyền thông họ muốn so sánh xem việc mà ông Trump chỉ trích, nói rằng ô đám đông tới ủng hộ bà Harris không bằng đám đông của tôi. Thậm chí trong cuộc họp báo ở Mar-a-Lago vào tuần rồi, chính ông cũng tuyên bố đám đông ủng hộ trong quá khứ của ông, trong quá khứ thưa quý vị, vượt qua mặt luôn cả ông Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo của những người gốc Phi Châu và đã bị ám sát chết đó, là có đám đông xuất hiện ở thủ đô Washington lớn nhất chưa từng có. Thế nhưng ông Trump nói rằng ngay cái ngày mà 6 tháng 1 đó, thì đám đông ủng hộ ông còn lớn hơn cả Martin Luther King Jr. Cái việc tuyên bố này đã tạo ra cái sự nhạo báng rất đáng kể, và thậm chí ủy ban tranh cử vận động Trump và những người của đảng Cộng Hòa đó ủng hộ ông Trump đó, cũng tuyên bố đó, tại sao ông cứ nói về đám đông để làm gì? Và họ nói rằng ông rất là mê có được số đám đông ủng hộ. Và mỗi khi đám đông càng nhiều đó, ông càng phấn khích tinh thần. Cho nên có thể là trong tuần lễ vừa qua, ông không vận động tranh cử bởi vì không thấy tạo được đám đông lớn như bà Kamala Harris. Thậm chí có bức ảnh mà ông Trump lại tuyên bố đây là bức ảnh giả, do trí thông minh nhân tạo tạo ra, tức là ghép thêm khi ông nhìn thấy ở một bên thì đen đen, một bên thì sáng sáng đó, thì phía ủy ban tranh cử của bà Kamala gán thêm
các hình này vào để tạo ra có vẻ như đông. Thế nhưng các cơ quan truyền thông trong đó, kể cả các đài NBC, CBS vân vân, họ đã khẳng định họ, phóng viên của họ có mặt tại chỗ, và đây là những bức ảnh của phóng viên chụp được đã được đưa ra. Một lần nữa, cái vấn đề họ nói nếu như ông Trump không đặt ra vấn đề về đám đông thì cũng chẳng ai để ý. Tuy nhiên trong quá khứ, dưới thời mà năm tranh cử giữa bà Clinton và ông Trump á, chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ đó, là đã có những bài bình luận liên quan đến đám đông ủng hộ. Thời gian đó, năm 2016, chúng tôi còn nhớ được các hình ảnh, và kể cả năm 2020 nữa, và kể cả trước khi mà ông Biden tuyên bố nhường đuốc đó, thì thực sự cái đám đông kéo tới MAGA vân vân ủng hộ cho ông Trump khủng khiếp luôn. Chúng ta còn nhớ trong một cái khu vực của New Jersey, New Jersey phần lớn là nghiêng về đảng Dân Chủ, ấy vậy mà có những cử tri độc lập đó, họ cũng muốn kéo tới để xem ông Trump. Lúc đó họ chán ngán ông Biden, ai cũng chỉ trích già quá thôi đừng có ra nữa, họ lại ủng hộ ông Trump. Và đó là lý do cái đại hội đảng Cộng Hòa nó thành công như thế nào, đám đông cũng kéo tới đông vô cùng luôn. Và vì thế tình huống nó đang trên cái chiều hướng nó lật ngược lại. Kể từ khi ông Biden nhường đuốc cho bà Harris, không ai tưởng được là cái số đám đông ủng hộ cho bà Harris kéo đến đông đến như thế. Thậm chí trong lần cuối cùng vừa qua ở tại tiểu bang Nevada, ở Las Vegas và kể cả Arizona nữa, bên ủy ban tranh cử họ nói là họ đã phải từ chối 4.000 người kéo tới khu vực của Phoenix và cũng như Las Vegas, không còn sức chứa nữa. Thì khi mà chỉ trích về đám đông đó, người ta tưởng là khi ông Trump xuất hiện, ông sẽ cạnh tranh về đám đông với bà Harris. Thế nhưng một điểm đáng tiếc ngày hôm nay đó, bản tin ghi nhận đó, là ông Trump thì nói rằng ông có đám đông lớn nhất ủng hộ ông. Thế nhưng ủy ban tranh cử của ông lại đặt một cái chỗ nhỏ nhất ở Asheville, North Carolina. Thì đây là cái phòng nhạc, cái phòng họ tới để họ gọi là auditorium, là cái nơi mà hòa nhạc hoặc là có những cái buổi vở kịch vân vân á, nó chỉ có 2.000+ chỗ thôi. Và ngày hôm qua ông Trump xuất hiện, họ nói rằng nếu mà đã có được đám đông ủng hộ lớn á, thì lẽ ra ủy ban tranh cử, đặc biệt North Carolina là tiểu bang từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016 và đến năm 2020 nữa, tức là tiểu bang North Carolina đang nghiêng về phía màu đỏ của đảng Cộng Hòa trước đây. Thế nhưng giờ đây lại có cái khuynh hướng, cuộc thăm dò cho thấy nó đang đứng giữa, tức là cũng ủng hộ bà Harris và ủng hộ ông Trump. Thế nhưng nếu thực sự đó có đám đông ủng hộ, thì chắc có lẽ họ không đặt cái chỗ mà nó nhỏ đến như thế, có 2.000+ chỗ mà thôi. Và ngày hôm nay ông Trump lại tuyên bố muốn mở một cuộc họp báo thứ nhì. Thưa quý vị, tuần rồi ông họp báo ở Mar-a-Lago, lần này thì ông họp báo ở Bedminster, là cái sân chơi golf của ông, nhằm mục tiêu là chỉ trích bên phía bà Kamala Harris. Trong suốt 2 tuần qua không hề có một cuộc họp báo nào. Thế nhưng ủy ban vận động tranh cử của cặp bà Kamala Harris tuyên bố họ sẽ có cuộc họp báo và cũng như đưa ra các chính sách mới về kinh tế. Ông Trump dự trù trong cuộc họp báo ngày hôm nay sẽ tuyên bố những chính sách về kinh tế, bởi vì chính ông cũng bị chỉ trích. Họ nói rằng trong các cuộc họp báo trước đây rồi những lời tuyên bố của ông trên mạng X vân vân là cứ nói lan man, nói tùm lum tà la hết mà không tập trung về đề tài cử tri muốn nghe thấy. Đó là nếu ông quay lại tòa Bạch Ốc, ông sẽ làm gì cho nền kinh tế mà ông chỉ trích hiện nay là tệ hại. Ông vẫn tiếp tục chỉ trích chính sách kinh tế của Biden, và Harris thừa hưởng chính sách kinh tế này từ Biden cũng sẽ đưa nền kinh tế nước Mỹ tồi tệ. Ông dùng chữ như thế. Thế nhưng với các con số liên quan tới kinh tế ngày hôm nay thì người ta tin tưởng là khó lòng thuyết phục cử tri, bởi vì các con số liệu về chứng khoán Hoa Kỳ cũng như kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra thì ông Tim Walz,
ứng viên phó và ông J.D. Vance, hai người đã đồng ý tranh luận vào ngày 1 tháng 10, thưa quý vị. Vào tháng 9 này thì chúng ta sẽ thấy tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Kamala Harris trên đài ABC. CBS sẽ đứng ra thực hiện cuộc tranh luận ngày 1 tháng 10. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây cảnh sát ở tại Tampa, Florida được sự đồng ý của một cặp nạn nhân đó đã đưa ra những cái hình ảnh này khuyến cáo cho những ai mà đi sòng bạc mà lỡ mà có thắng jackpot đó, thì cũng nên cẩn thận. Thì đây là hình ảnh ngay trước cái căn nhà của hai người này, họ chỉ là bạn trai bạn gái thôi nhưng mà họ sống chung với nhau, bà Kim Chambliss và ông Val de la Cruz. Thì cảnh sát cho biết là ngày 20 tháng 8 thưa quý vị, hai người này đó họ đi đến cái sòng bài Hard Rock Hotel and Casino ở Tampa, họ chơi nhiều tiếng đồng hồ. Thì nhiều tiếng rồi, sau đó có một lần thì họ thắng được, họ kéo máy, họ thắng được khoảng 3.300, nhưng mà không có bỏ về liền, họ vẫn ngồi đó họ chơi. Thế nhưng họ không biết là khi mà họ bắt đầu họ thắng rồi đó, là có hai cái tay đàn ông bắt đầu theo dõi và ngồi ở cái casino rình họ suốt luôn. Thì họ bắt đầu họ lên xe ra về là trước 5 giờ sáng, lái xe đi về thẳng đến nhà, nhưng mà không biết là hai cái tay này đó đã lái đi theo sau cả cái quãng đường thôi quý vị. Thì khi mà họ vừa mới đến trước cửa nhà một cái là chúng nhảy xuống khỏi xe, bịt mặt mỗi tên cầm một cái cây súng, thì chúng liên tục yêu cầu họ đưa tiền mặt ra. Thì cái người phụ nữ bà Kim đó, bà nói là bà sợ quá, bà la hét ôm lên, vừa mới la một cái là một tên nổ súng bắn một phát vào chân của bà liền. Còn anh bạn trai, anh De La Cruz thôi quý vị, thì chúng chắc nghĩ là nếu mà không bắn đó thì anh này có thể là ảnh đàn ông mà có thể ảnh nhào đến hay sao đó. Chúng quay qua cũng nổ súng bắn liên tục hai phát vào chân của cái anh này, và sau đó đó thì thấy là chắc chưa chịu đưa tiền hay sao đó, chúng nổ súng bắn thêm một phát nữa, coi như là anh bạn trai chúng ba phát đạn. Thì ảnh chắc chúng đạn nhiều quá bị đau ngất xỉu, sau đó thì bà Kim bả mới bò ở đó rồi bả móc hết tiền nữ trang chúng bỏ đi, lấy đúng cái số tiền họ vừa thắng ở casino, cộng thêm trên người anh De La Cruz có đeo một cái đồng hồ đắt tiền chúng cũng lấy theo, và cái túi xách của bà Kim cũng bị lấy đi luôn. Thì phía cảnh sát đó, sau khi mà hai người này bị bắn chúng bỏ đi như vậy thì họ gọi hàng xóm nhờ cứu rồi gọi cảnh sát. Thì phía cảnh sát đó sau đó họ mới đi đến cái casino, nhờ những cái hình ảnh trong cái casino thì cuối cùng cảnh sát đã bắt gọn được hai cái tên này, Marcus Jenkins 34 tuổi và Tristan Wright 36 tuổi thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý sau một quảng cáo. Cập nhật về tình hình chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua, liên tục trong 24 giờ qua, thưa quý vị, phần lớn giới truyền thông quốc tế, trong đó bên phía Nga, Ukraine, Hoa Kỳ, nghĩa là ầm ĩ về những cái tin tức liên quan đến một cái cuộc tấn công bất ngờ và khiến cho phía lãnh đạo trong đó Vladimir Putin hoảng hồn và đưa ra những cái quyết định mà họ nói rằng không hiểu được. Thí dụ như ngày hôm nay đó, Vladimir Putin lại đưa cái người cận vệ của ông ra để làm thủ lãnh trong nỗ lực kiềm chế đà tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Và trong cuộc họp báo, hình ảnh quý vị đang nhìn thấy của hãng thông tấn Reuters, ông Zelensky tuyên bố sau 24 giờ qua đến giờ phút này, ngày hôm qua thì chúng tôi loan tin là có 79 khu định cư, họ gọi là khu định cư, settlement. Vì lý do một cái tỉnh lớn như thế đó, có những cái chỗ nhỏ, tức là nó giống như những cái làng, cái thị trấn nhỏ, có nơi thì có 200 người, có nơi 300 người, vân vân. Trong cái tỉnh Kursk này, một cái tỉnh cũng xa xôi lắm, là một cái khu ngoại ô hẻo lánh sát
biên giới với Ukraine nằm ở phía đông bắc của nước Nga, đông bắc của Ukraine và hướng tây, tây nam của Nga. Cho nên khi họ nói đến ở cái khu vực phía nam, thì tức là cái khu vực phía nam của tỉnh Kursk, ông Zelensky tuyên bố 82 khu định cư. Nếu ngày hôm qua là 77 tới 79 thì lấy thêm vài khu định cư nữa, có nghĩa là đà tiến công diễn ra chậm hơn so với mấy ngày trước. Nhưng mà tính đến giờ ngày hôm nay đó, nó bước sang ngày thứ 10 trong đợt tiến công từ thứ 3 tuần trước, thưa quý vị. 82 khu định cư, mà trong khu vực này có một đường ống dẫn khí đốt mà Nga rất lo ngại là Ukraine kiểm soát. Thậm chí trong cuộc họp báo, ông Tổng thống Zelensky tuyên bố đó, đi tới đâu thì lực lượng Ukraine sẽ thực hiện cái dàn hàng rào phòng thủ đến đó. Có nghĩa là họ cũng chuẩn bị. Tuy nhiên cái vấn đề chính hiện nay đó, phía Ukraine rất là bí mật trong cuộc chiến này, cho nên họ không nói rõ là có bao nhiêu binh sĩ Ukraine. Mặc dù ông Zelensky trong cuộc họp báo, ông có nói đó là mục tiêu của Ukraine là không chiếm đóng, chiếm lãnh thổ của Nga. Thế nhưng ngược lại đó, ông lại nói rằng sẽ đặt những cái lực lượng hành quân, và thậm chí các hình ảnh còn cho thấy đó là quân đội Ukraine đang thành lập các bệnh viện dã chiến. Vì lý do đó, đánh tới đâu, binh sĩ của Ukraine không thể được đưa về lại Ukraine được. Tức là gần nhất cũng phải là các bệnh viện ở Kyiv hoặc là Kharkiv. Cho nên họ đi tới đâu và họ thực hiện cái bệnh viện dã chiến. Thứ hai nữa đó là ông Zelensky cũng ra lệnh cho quân đội đi tới đâu thì đối xử với người dân một cách tử tế tới đó, để cho thế giới thấy và cho người dân Nga thấy đó, cái cách hành xử của quân đội Ukraine hoàn toàn khác với cách hành xử của quân đội Nga. Quân đội Nga đã đi tới đâu là hôi của, tấn công, hãm hiếp vân vân người dân Ukraine, và có những cái hành xử vô cùng tệ hại. Nhưng mà ngược lại họ đối xử rất là tử tế, thậm chí quân đội Ukraine còn thực hiện các hành lang để hỗ trợ cho những người dân Nga có thể nghĩa là rời bỏ đi một cách an toàn. Thưa quý vị, hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy trong cái cuộc chiến này đó, rõ ràng không có một thanh niên Nga nào xuất hiện. Khi mà tấn công vào Kursk á, mới cho thấy đó là trong thời gian qua quân Nga đã vận động những người trẻ 18, thậm chí tới hơn 40 tuổi để động viên thực hiện, và họ hứa hẹn số tiền vân vân hàng tháng lên tới 1.000 mấy trăm Mỹ Kim một tháng để hỗ trợ. Và đến ngày hôm nay đó thì bắt đầu có cái sự ta thán rất lớn, bởi vì không biết được rõ ràng, bởi vì quân đội Nga cũng không nêu rõ số người binh sĩ Nga bị chết là bao nhiêu. Bên phía Ukraine thì nói chết cả ngàn, nhưng mà bên phía Nga thì hoàn toàn im lặng. Cho nên có những tin tức ngày hôm nay, các người thân, trong đó kể cả vợ, em, gái, mẹ, vân vân của những binh sĩ Nga mà đã bị tấn công ở khu vực Kursk và các khu vực khác đó, họ gọi điện thoại lên, họ tìm cách liên lạc với ban chỉ huy quân sự của Nga để tìm kiếm anh Vladimir của tôi bây giờ ở đâu vân vân. Không thấy bất cứ một câu trả lời. Họ không, thậm chí không nhận điện thoại luôn. Mà khi nhận điện thoại mà nghe nói tới cái chuyện mà hỏi thăm người lính ở chiến trường thì ngay lập tức nhận một câu trả lời là xin lỗi, liên lạc lại hoặc là chúng tôi không biết. Tình hình chiến sự này hiện nay chưa biết rõ là cái chiến lược của Ukraine sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì ông Zelensky trong cuộc họp báo mới nhất, ông nói rằng lực lượng quân sự Ukraine vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Và tiến tới bao lâu và liệu rằng quân Ukraine có đủ quân số để thực hiện hay không. Chiều nay trong phần tin tức nổi bật, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về các chiến lược mà đặc biệt quân Nga cũng bắt đầu được đưa ra để tấn công lực lượng Ukraine nhằm lấy lại khu vực Kursk đã mất.
Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, vào tuần trước ở tại Texas đã xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm khi mà có 4 người trong một gia đình bị đụng xe chết chỉ vì những cái tay đua xe ở ngoài đường. Thì đây là hình ảnh của gia đình ông bà Jesse và Lorena Rosales. Hồ sơ của cảnh sát cho biết là thứ bảy tuần trước vào buổi chiều đó, sau khi cả gia đình này họ đã đi đến công viên Six Flags để chơi, thì họ trở về, thì trên đường về đó họ ghé một cái tiệm ăn nhanh Panda Express thưa quý vị. Thì sau khi ăn rồi đó họ mới chuẩn bị lái từ giống như là cái strip mall đó chuẩn bị lái ra đường, thì khi mà chiếc xe của gia đình Rosales này, họ lái chiếc Chevy Traverse thưa quý vị, vừa mới quẹo ra thì họ bị một cái chiếc xe Charger màu đỏ tông thẳng vào. Thì khi mà tông như vậy đó, cái chiếc Traverse của gia đình Morales này bị văng ra ngoài đường. Vừa mới văng ra lại bị thêm một cái chiếc thứ nhì nữa thưa quý vị, mà một cái chiếc xe màu trắng không biết là hiệu gì tông thêm một cái nữa. Thì hai cú tông liên tục khiến cho cái chiếc Traverse này đó bị lật ngửa như quý vị thấy, và nó bốc cháy liền ngay lập tức. Thì tất cả những người xung quanh đó họ gọi xe cứu thương, rồi họ gọi cảnh sát, nhưng mà bởi vì bốc cháy cho nên không ai dám nhào đến cứu cả. Thì phía cảnh sát rồi paramedic sau khi đến họ dập lửa, thì họ tuyên bố là 4 người trong gia đình Morales, ông Jesse, bà vợ Lorena, cô con gái Stephanie 13 tuổi và đứa con trai Angel 6 tuổi chết ngay tại hiện trường thưa quý vị. Chỉ duy nhất cậu con trai 17 tuổi Anthony là còn sống, đưa vào trong bệnh viện. Nhưng bây giờ đây là hình ảnh quý vị thấy là đang trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch, không biết là Anthony có qua khỏi hay không. Thì phía cảnh sát cho biết đó là cái tay lái chiếc xe Charger màu đỏ, ngay khi mà tông cái xe này đã biết là cái lần tông đầu tiên đó thưa quý vị, là y biết là y đã tông có thể là rất là nặng cho nên là đã bỏ chạy. Nhưng mà sau đó cảnh sát điều tra và cuối cùng cũng đã bắt được. Đây là hình ảnh của cái tay lái xe màu đỏ Jaime Mesa thưa quý vị. Rồi còn cái chiếc thứ nhì màu trắng mà tông vào lần thứ nhì đó, cảnh sát cũng bắt luôn rồi. Thì đây là Anthony Morales, cảnh sát xác nhận, và sau đó chúng cũng khai là hai tên này đó là đang đua xe với nhau, chạy tốc độ quá nhanh cho nên khi mà xe của gia đình Rolales họ lái xe ra đó, chúng thắng không có kịp, chúng bay thẳng vào luôn, cho nên mới gây ra cái chuyện đó là cả một cái gia đình của người ta 5 người mà bây giờ chết hết 4 người, chỉ còn một cậu 17 tuổi mà bây giờ cũng không biết có qua khỏi hay không. Nếu như qua khỏi thì bây giờ cũng thành ra trẻ mồ côi. Sau đây bản tin để cho thấy rằng California sẽ tiếp tục là tiểu bang thu hút nhân tài mới. Và qua đó một bản tin gián tiếp cho thấy rằng nhà đất ở California sẽ vẫn tiếp tục tăng giá như thường. Cho nên sau khi nghe bản tin này, những quý vị nào mà đang tìm kiếm mua nhà thì cũng nên mua, bởi vì thực sự chúng tôi nhìn thấy giá nhà California không thể đi xuống nữa đâu. Nếu mà có trong thời gian qua chút đỉnh, nếu có. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ông Thống đốc California Gavin Newsom cùng với người tổng giám đốc của công ty NVIDIA. Công ty NVIDIA chỉ riêng trong năm nay thôi đã đột nhiên biến thành công ty có giá trị lớn hàng thứ 3 trên thế giới. Khủng khiếp, ngàn tỷ đô la. NVIDIA có trụ sở tại quận Santa Clara, nơi có thành phố San Jose, thung lũng hoa vàng và trung tâm của cuộc nghiên cứu các con chip điện toán. Santa Clara, San Francisco, v.v. cũng là trung tâm của các đại công ty Hoa Kỳ Google, Microsoft, Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram, v.v. Rất nhiều các công ty khởi nghiệp bây giờ họ kéo đổ xô về Santa Clara, San Francisco.
Và tuyên bố này giữa ông thống đốc Gavin Newsom và Nvidia sẽ tạo ra ít nhất 100.000 hoặc cả triệu việc làm trong tương lai liên quan tới AI, thưa quý vị. Họ nói rằng, và có thể nói rằng Hoa Kỳ hiện nay đang lãnh đạo thế giới về AI, phát minh mới nhất, nghiên cứu này. Và tại sao Hoa Kỳ cũng như California, tiểu bang lớn nhất, tiểu bang giàu nhất, có GDP khổng lồ trên thế giới. Nếu mà không tính với Hoa Kỳ đó, California đứng hàng thứ 5 với tổng sản lượng nội địa lớn nhất trên thế giới. Hoa Kỳ là lớn nhất. Vâng, giờ đây thì Trung Quốc, sau đó đến Nhật Bản và Đức. California đứng hàng thứ 5. Và hiện nay nỗ lực của Nvidia như thế này, họ nói rằng nhân tài nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo đó hiện nay chỉ mới tìm được 34%. Quý vị tưởng tượng xem, 56% còn lại, 66% còn lại đó là không có, tức là không có nhân tài. Những người giỏi đó về AI nó quá mới luôn. Cho nên các công ty Microsoft, Google, Meta, và bây giờ đâu phải chỉ có những cái đại công ty về mạng xã hội đâu. Nvidia, rồi AMD, những công ty chế tạo chip điện toán cũng đổ xô. Số tiền mà đầu tư vào AI hiện nay đó, thưa quý vị, riêng ở nước Mỹ không thôi đó, 1.000 tỷ đô la. Quý vị cứ tưởng tượng xem, Microsoft một vài trăm tỷ, Google một vài trăm tỷ, Facebook một vài trăm tỷ thôi thì đã lên tới cả 1.000 tỷ rồi. Và hiện nay họ nói đó, càng về tương lai đó, cái nguồn đầu tư về AI càng lớn bấy nhiêu, cho nên cái số tiền đó bây giờ là thấp. Nói là 1.000 tỷ nghe ghê gớm, nhưng mà thực sự so với 5-10 năm tới, con số đó là nhỏ. Bởi vì sao? Đây là kỹ nghệ tân tiến, cả thế giới đang đổ xô chạy đua. Trung Quốc nghĩa là đang tìm kiếm Ấn Độ, hiện nay họ muốn chạy đua, họ muốn không là kẻ phía sau. Cả nước châu Âu cũng thế nữa, nhưng mà khổ đó, tất cả đều lệ thuộc vào cái hệ thống mạng xã hội và cái sự phát triển đứng đầu thế giới hiện nay của Google, của Microsoft. Microsoft lãnh đạo toàn cầu, tất cả các máy móc và kỹ thuật cũng như dịch vụ, thưa quý vị. Cho nên mà đặt trụ sở ở California này. Thì nỗ lực hiện nay đó, để mà tìm kiếm nhân công, thì đây cũng là một cơ hội vô cùng lớn cho quý vị. Nếu có con em mà chúng đang mơ màng, không biết là đi theo học ngành gì, mà giỏi, thích về điện toán, không có gì tuyệt vời bằng AI. Theo kế hoạch đó, họ đào tạo 100.000 sinh viên nè, giảng viên đại học, tức là những người mà đang hiện nay đang nghiên cứu về AI đó, họ sẽ trở thành những giáo sư. Và các trường đại học tại California này sẽ tập trung về phân khoa AI tất cả, bởi vì không chạy theo là tụt lùi phía sau. AI sẽ gây ảnh hưởng đến cả thế giới trong một tương lai. Và thưa quý vị, chúng tôi đã loan tin này từ năm ngoái, mà chỉ trong vòng một năm trở lại đây thôi, cái sự phát triển tăng trưởng của AI nó khủng khiếp. Từ những cái tin tức nói rằng mới đầu chế tạo ra một cái khuôn mặt, bây giờ nó là một khuôn mặt của một người sứ ngôn viên. Cái chuyện đó chúng tôi nói đùa vào năm ngoái đó, người sứ ngôn viên sẽ xuất hiện, đọc tin tức không khác gì người thật. Thì bây giờ đó, kỹ thuật AI bắt đầu hình thành rồi. Một sứ ngôn viên được đưa vào tin tức, ngồi đọc, nói chuyện, và thậm chí cái người đó, tức là người mà giả làm chúng tôi hoặc là Thảo Yên đó, có thể nghe đặt câu hỏi của quý vị và trả lời không khác gì một người thật. Mà đây chỉ là cái thời điểm khởi đầu của AI thôi. 100.000 công việc này sẽ giúp, và ông Hoang đó, ông Hoang của Nvidia, tổng giám đốc đó, ông tuyên bố sẽ là một cái bước tiến và một cái sự phối hợp vô cùng quan trọng, bởi vì chính Nvidia cũng cần nhân viên, cần nhân tài liên quan tới trí thông minh nhân tạo này.
Và thưa quý vị, các nhà điều tra ở tại Florida trong tuần vừa qua đó, mới đây, trong không biết lý do vì sao mà họ tập trung tìm kiếm ở một cái kênh đào nhỏ ở thành phố Plantation của tiểu bang Florida. Nhưng mà thay vì tìm một trường hợp thì họ lại phát hiện được hai trường hợp là có thể là đã gặp tai nạn, lái xe lao xuống cái con kênh này và mất tích suốt mấy chục năm. Thì đây là hình ảnh của bà Doris Worth, 35 tuổi, và cô con gái 4 tuổi Karen Worth, thưa quý vị. Vào tháng 11 năm 1974 đó, hai mẹ con này được người thân báo là mất tích. Khi đó họ đang sống trong một cái khu mobile home parks ở St. Petersburg, nhưng mà có thể là mấy ngày gia đình không liên lạc được, đến tìm thì không thấy hai mẹ con. Và cái chiếc xe mà bà Doris hay lái là một chiếc Impala màu đỏ, cũng mất tích luôn. Thì gia đình báo cảnh sát rồi họ cũng tập trung đi tìm, nhưng mà suốt coi như là 50 năm rồi, năm 74 cho đến bây giờ không có một cái manh mối nào hết. Thì đến gần đây, một cái công ty tên là Sunshine State Sonar, thưa quý vị, là một cái công ty tư nhân, họ chuyên phối hợp với các lực lượng cảnh sát tìm kiếm những cái vụ mất tích nhưng mà liên quan đến đuối nước. Thì như chúng tôi thưa đó, không biết lý do vì sao mà cái công ty và phía cảnh sát họ lại tập trung tìm kiếm ở một cái kênh đào nhỏ ở Plantation. Thì thợ lặn của cái công ty này đó, dùng thiết bị sonar, họ đã lặn xuống bên dưới, và ở một cái độ sâu 23 đến 24 feet đó, cái thiết bị sonar chiếu cho thấy hình ảnh không chỉ một mà hai cái xe, thưa quý vị, nằm cách nhau không có xa. Thế là ngay lập tức họ dùng các thiết bị họ kéo lên. Thì thứ nhất, họ tìm được đúng cái chiếc Impala đời 61, mà khi kéo lên ở bên trong chứng thực có hai cái thi thể, hai cái hài cốt, và cái hài cốt nhỏ 4 tuổi phía sau đó, các những người chứng kiến họ nói là bên trong còn thấy được những cái món đồ chơi của trẻ em nữa, cho nên nhiều người rất là mũi lòng. Thì họ sau đó thì họ chứng thực phát hiện được là đây là hai mẹ con đã mất tích từ năm 74. Rồi cái chiếc xe kế bên đó, là họ không nghĩ là họ sẽ tìm được cái chiếc xe này. Đây đó là ông Bernie Novick, một cựu quân nhân của Thế chiến thứ hai, được gia đình báo mất tích vào năm 2004, cũng là 20 năm nay. Thì một ngày ông lái xe đi chợ đi gì đó rồi không thấy quay về, gia đình báo mất tích từ đó đến giờ không tìm được. Thì ra cuối cùng bây giờ sau khi mà kéo lên cái chiếc Buick, như quý vị thấy cái hài cốt bên trong, thì xác nhận đây là chính là ông Novick. Thì có thể cảnh sát họ nói là cái con đường ở đi ngang qua cái kênh đào này đó, có thể buổi tối nó vắng vẻ và nó nguy hiểm, thì những người lái họ không có kiểm soát được cái tốc độ của mình lao xuống dưới này, và sau đó thì là không ai biết là chiếc xe này đã lao xuống dưới đây và bị mất tích. Hôm nay một thành phố ở tiểu bang Oklahoma, thành phố này mang tên Edmond, đã đồng ý bồi thường 7.100.000 Mỹ kim thêm. Trước đó, khi mà ông Glenn Simmons, năm nay 71 tuổi, ở tù oan 48 năm. Quý vị có thể tưởng tượng, đây là một trong nhiều vụ án mà trong tuần qua chúng tôi đã gửi đến quý vị, ít nhất có hai vụ án. Và có những tổ chức minh oan, đại diện là các luật sư, họ làm bất vụ lợi. Bởi vì họ thấy những người tù này có nhiều oan trái, và họ lục lại hồ sơ từ công tố viên đó, thấy có nhiều vụ xử quá ư là tệ hại. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin một tù nhân oan trái. Đây là ông Glenn Simmons, 71 tuổi, ở tù 48 năm. Ông vào tù lúc 23 tuổi vì tội ăn cướp có vũ trang và giết người. Oklahoma là tiểu bang bảo thủ Cộng hòa, vì thế những vụ án từ mấy thập niên trước đó
nó dẫn đến là trong số các bồi thẩm đoàn lại là người da trắng, họ cũng có những cái tư tưởng kỳ thị. Chưa kể đó, bằng chứng sai trái không có DNA mà chỉ dựa vào hiện trường, trong đó có các nhân chứng. Cái trường hợp của ông Simon này không khác gì trường hợp của một tù nhân đã được trả tự do vào tuần rồi, sau khi ở tù mấy chục năm. Vừa được ra đó thì bên phía tòa án ở Texas tuyên bố là ô không, khoan khoan đã, chúng tôi chưa thể mà bỏ cho ông này ra khỏi tù sớm như thế được, bắt ông vào tù trở lại cũng vì nhân chứng sai trái. Mà ngay từ đầu đó là ông Simmons này đã tuyên bố tôi không có mặt tại hiện trường, cái người mà nhìn tôi là nhìn sai chắc, bởi vì cái nhân chứng cũng thấy là ồ, có những người gốc Phi Châu da đen thì cái khuôn mặt nó hơi giống nhau thôi. Thì nhân chứng, thưa quý vị, mỗi khi có một cái vụ mà cướp của giết người đó, họ bắt được một đống đám luôn, 7-8 người đó. Bởi vì đa phần những kẻ này đó là có những cái tiền án. Thì ông Simmons, rồi một cái người bạn của ông cũng là ở tù chung vân vân đó, cũng có những cái tiền án như thế. Cho nên bắt vào, đứng, xong đó nhân chứng tới nhận diện, thì nhân chứng chỉ đúng cái ông này. Và khi mà chỉ ra rồi, chưa kể là hồ sơ có tiền án, nghĩa là ra vào tù rồi đó, thì khi mà đưa ra các bằng chứng mà không có DNA, thì bồi thẩm đoàn nghe công tố viên, mà nếu mà công tố viên giỏi mà ông này nghèo thì chỉ có luật sư thí thôi. Luật sư thí mới nói với ông bây giờ đó, những cái bằng chứng chống lại ông nó rõ ràng quá, mà ông nói không, tôi không có mặt ở hiện trường. Nhưng mà bởi vì không có DNA, mà cái vụ này nó xảy ra từ 50 năm trước, thì cuối cùng đó, để mà thoát án tử hình ở Oklahoma hoặc là án chung thân đó, thì ông này cũng nói thôi bây giờ mình không có cách nào khác để cãi hết, bởi vì chính ông cũng không có nhân chứng mà không có DNA nữa. Thì cuối cùng ép ông để mà nhận tội và đi tới cái thương lượng, thay vì ở tù chung thân hoặc là tử hình thì ông nhận tội đi, 48 năm thôi. Vì đó là lý do mà ông đã ngồi tù suốt trong cái khoảng thời gian đó. Và nhờ các tổ chức minh oan á, họ mới lấy ra được những cái lời khai của các nhân chứng, họ tìm thêm những cái bằng chứng. Mà như trường hợp và họ, cái khó ở đây đó thưa quý vị, đối với những cái vụ xử như thế này đó, là bên phía luật sư biện hộ họ phải có được bằng chứng mới, hoặc họ phải chứng minh được cái lời khai của nhân chứng ban đầu là sai trái. Thì đã có những cái trường hợp này xảy ra trong quá khứ, là cuối cùng cái nhân chứng đó mới khai lại là họ, lúc mà họ nhìn thấy là rõ ràng có cái sự mơ hồ ở đó, và từ đó mới chứng minh được. Điểm thứ hai nữa đó là tòa sẽ quay lại hỏi công tố viên, trong trường hợp này thành phố Edmond của Oklahoma, tòa sẽ hỏi công tố viên. Bây giờ đó, bên phía luật sư biện hộ họ đưa ra những cái chi tiết rõ ràng đây là cái vụ án oan sai đó, các anh có bằng chứng gì để chứng minh thực sự đó cái lời khai của nhân chứng và chính ông Glenn Simmons này phạm tội giết người, cướp của vào thời điểm cách đây 50 năm hay không? Công tố viên lắc đầu. Mà thưa quý vị, cái công tố viên cũ chết ngắt rồi 50 năm trời vừa qua, thì cái công tố viên mới vào, bây giờ cái chuyện đã 50 năm rồi, làm sao mà có thêm bằng chứng? Cho nên mới đây công tố viên tuyên bố họ không chống lại cái quyết định của tòa trả tự do cho ông Glenn Simmons. Và tòa đã trả tự do cho ông vào năm ngoái 2023. Bên phía tiểu bang Oklahoma đồng ý trong những cái vụ xử sai này, cho nên họ đã bồi thường cho ông 175.000 Mỹ Kim. Nhưng mà ông không ngừng ở đó. Bây giờ 48 năm ngồi tù oan sai của tôi thì sao? Ông quay trở lại kiện tiểu bang, kiện thành phố, kiện luôn cả các công tố viên thời điểm đó nữa. Và cuối cùng thì thành phố thấy có nhiều cái điểm sai quá, thành phố đồng ý bồi thường cho ông thêm từ 175.000 Mỹ Kim là tiểu bang, bồi thường thêm cho ông 7.100.000 Mỹ Kim ngày hôm nay.
Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì cơ quan FTC chính thức đưa ra cái quy định, đó là cấm các công ty kinh doanh và những cái công ty mà platform chẳng hạn như Amazon đó không được đăng những cái fake reviews bằng bất cứ hình thức nào. Quý vị cũng biết là bây giờ đã đa số khi mà chúng ta mua đồ mà trên Amazon là nhiều nhất. Trước khi chúng ta mua một cái món gì đó, chúng ta muốn đọc reviews, là đánh giá của những người mà đã từng mua rồi đó, để biết xem một cái món là nó có tốt hay không. Thế nhưng bây giờ đó, phía FTC và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đó, họ nói là trong những năm vừa qua đó, các những cái người sellers mà đặc biệt ở trên Amazon là trùm viết fake reviews, thưa quý vị, mà không biết quý vị có để ý hay không, chứ dạo gần đây đó có rất nhiều người lên trên những cái group ở trên Facebook người Việt Nam đó, họ bán đồ ở trên Amazon mà họ vào trong các group luôn, họ đưa ra những cái offer, họ tìm kiếm, họ nói là ví dụ em bán một cái món đồ chơi cho con nít nhưng mà bây giờ em chưa có cái review nào hết, bây giờ các anh chị có thể vào mua giùm em được không, nghĩa là mua đàng hoàng qua Amazon để mà lấy được cái verify purchase, thưa quý vị. Họ gửi cái món hàng về, nhưng mà sau đó rồi đó quý vị, lên viết cho họ một cái positive review, sau đó họ sẽ return 100% tiền quý vị giữ cái món hàng đó, thì họ đổi bằng cái cách đó. Thì bây giờ đó, phía FTC họ nói là có rất nhiều, trong vòng năm 2023 vừa qua đó, họ nhận được mấy chục ngàn than phiền từ khách hàng, đó là có những cái người sellers đó, họ offer những cái chiêu thức như vậy để lấy lại những cái positive review, mặc dù đồ của họ là đồ dỏm, xài xong bị hư vân vân. Cho nên là phía cơ quan BBB và FTC đó, họ nói là trong năm vừa rồi đó, quá nhiều than phiền của khách hàng, và thêm vào những cái công ty đó, họ cố tình có những sellers thí dụ chịu trả tiền cho họ thì họ sẽ ém đi những cái bad reviews, thưa quý vị, và còn nếu không trả tiền á, thì họ show hết tất cả chẳng hạn như vậy. Cho nên là đây là những cái thủ thuật đánh lừa, gian dối người tiêu dùng. Cho nên bây giờ FTC cho biết họ sẽ cho những cái công ty kinh doanh, những cái công ty thí dụ họ có website riêng của mình, để cho khách hàng tự đăng những cái reviews, chẳng hạn như quý vị mua mỹ phẩm lên Sephora này nọ đó, thì là họ là người tự bán. Thì bây giờ tất cả những cái công ty đó và những cái platform như Amazon, eBay đó, là cho có trong vòng 60 ngày tự giống như là sắp xếp gạn lọc lại. Nếu như mà họ biết là họ cho sellers của mình để những cái fake review thì có 60 ngày để mà gỡ bỏ. Chứ còn nếu sau 60 ngày đó mà tiếp tục bị khách hàng than phiền và sau đó bị điều tra mà chứng thực là tiếp tục đăng fake reviews thì có thể bị phạt theo cái luật mới của FTC là 50.000 cho một cái fake review. Mà bây giờ đó FTC họ nói là không, ngoài cái chuyện là sellers offer một cái cách để lấy review giả, mà bây giờ còn cái chuyện là các công ty họ dùng AI nữa, thưa quý vị, tạo ra những cái account giả, viết những cái review giả trên đó nữa. Bây giờ có quá nhiều thứ mà FTC họ nói là theo như họ thống kê đó, trung bình bây giờ một cái công ty kinh doanh thì một món hàng quý vị mua có 30-40% những cái reviews quý vị đọc không phải là review thật. Quý vị thấy trên hình đó, 16.000 reviews đó, chúng tôi vào thì một công ty họ bán 1.000 thứ ở trên đó, họ gộp hết lại review của 1.000 thứ đó, họ nói rằng ồ, có tới mấy chục ngàn. Nhưng mà chúng ta muốn chỉ xem những cái review của cái món hàng đặc biệt đó mà thôi. Thí dụ chúng tôi mua một cây bút, thí dụ, thì chúng ta chỉ muốn cái loại bút đó người mua họ review như thế nào. Chứ đằng này đó, 100 cây bút, bút chì, bút đủ thứ cũng được đưa lên review cả, làm cho chúng tôi phải qua mất công gạn lọc để tìm hiểu xem cái người đã từng mua cây bút đúng một cái hiệu đó đó, họ xài, họ thấy nó như thế nào. Mà trong trường hợp này, hầu hết, đa phần chúng ta lên trên mạng Amazon hoặc bất cứ nào, cái điểm đầu tiên, thậm chí đi nhà hàng cũng thế, chúng ta cũng muốn xem cái review như thế nào, quan trọng như thế. Nhưng mà Amazon thì cũng hơi có những cái review đáng nghi. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Lại chuyện đeo khẩu trang,
lần đầu tiên trên nước Mỹ này, một quận không phải thành phố, mà quận, đó là quận Nassau của New York, ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố những ai mà mang khẩu trang ngoài đường phố và những nơi công cộng sẽ vi phạm vào luật của quận. Lý do mà chính quyền của quận Nassau tuyên bố, họ nói rằng trong thời gian qua đó, các thành phố và các cư dân ở trong quận đã bị bất an vì tình trạng ăn cướp, hôi của hoặc là tấn công vào các cơ sở thương mại. Phần lớn những kẻ này đều mang mặt nạ. Hai cái chuyện rất là khác quý vị hả? Mặt nạ với khẩu trang. Thế thì thực sự mà nói, trong tất cả những cái vụ cướp của trong thời gian qua, chúng ta thấy đó, phần lớn những cái kẻ mà tấn công á, là đều mang mặt nạ hết. Mà trong trường hợp này, chúng nói là ô khẩu trang, tức là đi ngoài đường phố mang khẩu trang hoặc là mặt nạ để làm gì? Che giấu tội phạm, che giấu cái khuôn mặt của mình, sợ là máy quay được. Thì bây giờ quận Nassau trong thời gian qua đã phải đương đầu với những cái kẻ cướp vân vân, thì chính quyền họ nói rằng chúng tôi cuối cùng phải đi đến quyết định là yêu cầu người dân trong quận, và trong quận nó bao nhiêu thành phố đó, nếu đi ở ngoài đường không được phép mang khẩu trang. Bởi vì mang khẩu trang có nghĩa là đồng lõa với tội phạm. Thế nhưng luật cũng có những cái biệt lệ. Nếu quý vị chứng minh được là quý vị phải đang bị bệnh ho ra đường, còn những cái trường hợp mà sợ thì sao? Thì đó là những cái điểm mà ngày hôm nay thưa quý vị, những người tranh đấu cho quyền tự do, quyền tự do ở đây họ nói là tự do mang khẩu trang hoặc là tự do che mặt. Thí dụ như họ nói tôi là người Hồi giáo, bây giờ tôi che mặt, bây giờ đi ra đường phố cũng bị cấm hay sao? Mà bên Pháp chúng ta cũng biết là có những cái trường hợp mà cấm, nghĩa là đội khăn trùm đầu che mặt vì vấn đề tôn giáo bao gồm luôn cả, và đã bị, nghĩa là cộng đồng người Hồi giáo. Bây giờ luật này với những người Hồi giáo mà họ trùm đầu che mặt đi thì sao? Chẳng lẽ bị cảnh sát chặn lại? Rồi quý vị thấy cái luật nó ban hành nó cũng tạo nên tranh cãi, bởi vì đó, bây giờ một người mà bị bệnh đi ra đường phố che mày che mặt bị cảnh sát chặn lại rồi phải giải thích. Thậm chí cảnh sát mới hỏi ô anh có cái gì chứng minh là anh đang bị bệnh hay không? Rồi tôi sợ bị lây nhiễm từ những người khác. Thậm chí bây giờ quý vị đi ra đường phố vẫn thấy có những người đeo khẩu trang như thường. Thì ngày hôm nay cái vấn đề này đang gây tranh cãi và chắc chắn sẽ có vụ kiện diễn ra. Mà chưa biết giữa cái lằn ranh vi phạm quyền tự do với việc bảo vệ an toàn cho người dân thì tòa sẽ xử như thế nào? Rất là khó, bởi vì họ nói cái số lượng vụ cướp bóc tăng cao mà phần lớn nó cảnh sát không bắt được. Bởi vì phần lớn những cái này nó đều mang khẩu trang hết, nó đi ngoài đường nó làm như là không có gì hết, đùng một cái nó chạy vào trong tiệm, nó cướp một cái chạy ra ngoài, không quay được các hình ảnh. Thì đây là một cái vấn nạn mà hiện nay riêng với quận Nassau lần đầu tiên trên nước Mỹ ban hành luật cấm mang khẩu trang. Và vẫn trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại North Carolina đang truy lùng một tù nhân bỏ trốn vì lợi dụng cái việc giống như giả bệnh để mà được chở từ nhà tù đến bệnh viện, thì lợi dụng cái chuyện đó bỏ chạy. Đây là hình ảnh của Ramon Austin, 30 tuổi. Thì bây giờ phía cảnh sát cho biết đó, y vốn đang ở tù với cái án chung thân thưa quý vị, khi mà vào năm 2013, và vì tranh chấp với những cái đối tượng khác, y đã xách súng đi đến một cái tòa nhà apartment tìm gặp những cái người kia để mà bắn. Thì hai bên đó chạm trán với nhau, thì trong lúc mà nổ súng như vậy, có một bé gái Malaya mới có 1 tuổi đang đứng chơi ở cái khu vực ngay cái tòa nhà đó, thì
bây giờ đó, tại vì sau khi ra tòa thì phía công tố viên chứng thực được là cái viên đạn mà bắn trúng bé gái là từ cây súng của cái tên Austin này bắn ra, bé gái 1 tuổi chết ngay lập tức. Thì chính vì cái chuyện là nổ súng ngay giữa đường rồi có con nít như vậy rồi bắn người, và mặc dù trước đó đó thì y cũng đã bị ở tù rất nhiều lần khi mà phạm những cái tội như là mua bán cần sa, ma túy, cướp có vũ trang, cho nên với cái background như vậy cộng thêm cái chuyện là xách súng đi bắn người khác rồi bắn chết một đứa nhỏ, cho nên là y đã bị phán án tù chung thân. Thì cũng chính vì cái chuyện là có thể là y biết y sẽ ở tù mọt gông, cho nên vào hôm thứ ba, thưa quý vị, ngày 13 tây đó, khoảng 4-5 giờ sáng khi mà đang ở trong nhà tù thì bây giờ vẫn không biết được là y có phải giả vờ hay không. Y than là y bị đau dữ dội này nọ, cho nên là nhân viên ở nhà tù đó mới chở y đến cái bệnh viện gần nhất ở tại Hillsborough. Thì khi mà ngồi ở trong xe áp tải đó, phía cảnh sát họ xác nhận là thứ nhất y bị còng tay, thứ hai là bị khóa chân, nhưng mà không biết cái thiết bị mà dùng để khóa chân đó là cái thiết bị như thế nào. Vậy mà chỉ trong cái quãng đường từ nhà tù đến bệnh viện, thì khi vừa xe vừa đậu ở đến bệnh viện, cái người hai người nhân viên nhà tù đó đang lui cui mở xe để áp giải y ra, thì lúc đó y đã bỏ được, bây giờ không biết y cắt bỏ hay y làm cách nào mà cái thiết bị còng cái chân đó đã bị đứt. Thì họ vừa mở cửa ra là y lao ra một cái, y đấm thẳng vào mặt của hai cái người nhân viên nhà tù và y bỏ chạy vào phía sau của cái bệnh viện. Cái bệnh viện này đó, phía cảnh sát nói là ở ngay phía sau, thì là một cái khu rừng rất là rậm rạp, và y lao vào đó y chạy. Thì từ thứ ba cho đến bây giờ cảnh sát họ vẫn chưa có tìm được cái tên này, bất chấp cái chuyện là họ đã dùng chó nghiệp vụ, máy bay không người lái rồi cả trực thăng, họ lùng sục khắp nguyên cái khu rừng đó. Tại vì phía cảnh sát biết được đó là cái tay này trước khi mà bị ở tù thì ở tại cái thành phố Hillsborough này y có người thân và bạn bè, cho nên họ nghĩ là y vẫn đang ở cái khu vực này. Thế nhưng đến sáng ngày hôm nay thì phía cảnh sát họ nói là họ đã nhận được những cái tip, không biết là ai gọi, nhưng mà họ nói là họ bắt đầu lùng sục ra một cái chu vi đó xa hơn 5 dặm ở cái khu rừng này, thì có thể là chắc có những người đã nhìn thấy y đã đi ra khỏi cái khu rừng này rồi. Cho nên mà cảnh sát nói là bởi vì cái tay này đó là ở tù chung thân, cho nên có thể y sẽ bất chấp mọi thứ để mà không quay trở lại nhà tù, vô cùng nguy hiểm. Tại thành phố Virginia Beach của tiểu bang Virginia vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ đâm người. Mà trong trường hợp này chúng ta mới thấy được đó, cái tình yêu cho con đó, là có thể nói là vô điều kiện, tức là mê con hơn mê vợ, hơn bạn gái. Mà cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên trong những cái vụ mà tranh cãi quyền nuôi con. Phần lớn người đàn ông đó họ hung hãn lắm, và họ sẵn sàng thực hiện những cái vụ án mạng giết người chỉ để giành quyền nuôi mấy đứa nhỏ thôi. Thì các hậu quả xảy đến với một cái gia đình, bản tin không cho nói rõ là phải vợ hay không hay là bạn gái, mà nói một người phụ nữ bị đâm ở Virginia Beach vào ngày hôm qua, tối qua. Cảnh sát tới nơi thì thấy có hai người, một người lớn và một đứa trẻ, thì không biết đứa trẻ đó là hàng xóm hay là cũng là con, mà tại sao cũng bị đâm luôn, và cả hai được đưa vào trong tình trạng nguy kịch. Thì người mẹ đó mới khai đó là cái tên Dana Plummer, 36 tuổi, đã thực hiện cái hành vi đâm. Sau đó bắt ba đứa nhỏ này lên một chiếc xe SUV mới tinh, hắn mới mua hay là mướn đó, Honda Passport năm 2024, lên xe chạy mất. Thì nhờ mô tả đó mà cảnh sát đã ngay lập tức báo động Amber Alert, tức là báo động trẻ em bị mất tích. Và ngay lập tức cảnh sát trên toàn khu vực, từ xa lộ liên bang cho tới tiểu bang, rồi cả bên đường bên trong nữa, tung ra trên đường phố để truy tìm. Cuối cùng họ chặn được chiếc xe. Thế nhưng khi mà chiếc xe chạy đó, nó chạy quá tốc độ, tức là cái tên này đó muốn giữ con mà muốn thí mạng cùi của y luôn nữa. Cũng may mắn là cảnh sát chặn chiếc xe sau khi đã xảy ra tai nạn. Khi mà tới nơi, họ tìm được ba đứa trẻ này trong tình trạng nguy kịch nghiêm trọng.
Hiện nay thì họ bắt được cái tên Plummer này và truy tố về nhiều tội danh. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị trở lại chiều nay lúc 5 giờ với tin tức nổi bật vào trong YouTube. Mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.